Tát Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam Mô Tát Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam Mô Tát Bhagavato Arahato Samma Nam Mô Bổn Kinh Bạch Chư Tôn Hành Giả. Kính thưa chư cần sinh nam sinh nữ đồng đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng được nói rõ. Nam Mô Bổn Kinh Nam mô Bổn Thầy Giả Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả. Kính thưa cho quý vị, nếu quý vị không có vấn đề, không có câu hỏi gì mà chỉ vô room để ngồi ngủ vậy thôi, chứ chúng ta nên đóng room nghỉ ha. Chúng tôi không có nhiều thời giờ để canh cho quý vị ngủ. Rồi chờ một hai phút không ấy thì chúng tôi bắt buộc phải đi chứ không có ở lại. Nam mô Bổn Thầy Giả. Kính thưa, con xin kính chào sư Liễu Tông, sư Chí Đức, sư Phước Sang, sư Phước Thạnh, các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử. Một tuần chỉ có một ngày thứ bảy thôi, thứ bảy bên Mỹ, chủ nhật bên Việt Nam. Quý vị có những câu hỏi nào, quý vị có thể cầm mic, quý vị có thể giơ tay để xin được cầm mic và có thể đặt những câu hỏi cho sư. Sư sẽ trả lời quý vị. Quý vị ơi, sư hầm đó, nếu một hai phút mà quý vị không có quý vị nào đặt câu hỏi hết thì sư sẽ đi ra khỏi room và không ai trả lời đâu. máy của tôi không có nhìn thấy rõ bằng tay có ai giơ đâu. Quý vị có câu hỏi nào xin quý vị đặt câu hỏi nha. Tại vì tôi có cái lớp kế tiếp á, phải đi coi bài vở lại, thành ra không có thể làm cầm nít để trong chương trình này. Trời ơi, trong quý vị này có nhiều người đã học lâu rồi, có nhiều người cũng mới rồi, sao không ai kịp đặt câu hỏi gì chưa? Thôi để con đặt câu hỏi trước đi. Sư, con nghe trên YouTube đó, có một ông sư ông nói đó. có một vị vua đắc sơ đạo sơ quả, mà tại vì cái lòng của ông muốn sanh làm Long Vương, tại theo ý cũng muốn vậy, như vậy có được không? Tại vì con cũng thấy là nghe nói sơ đạo sơ quả đó thì những người đó sẽ chỉ không còn chỉ còn có 7 kiếp nữa, nhiều lắm là 7 kiếp sẽ nhập niết bàn. Nhưng mà cũng có mấy trường hợp đặc biệt, có mấy trường hợp như bà Visakha thì đã lại muốn đi hết tất cả các cái cảnh giới từ 4 cảnh khổ, thì bà muốn đi hết. Thì con thấy vậy mà con không thấy chứ, cái người sư này giảng như vậy con không biết có đúng không nữa. Tại sao mà vô chồng thánh rồi, sơ đạo sơ quả rồi mà lúc mà Lâm Trung lại có tác ý là muốn thành Long Dương hay Ngậu Long Dương, hay cái kiếp kiếp mẫu trong một trong bốn cái đường khổ đó, con không biết có đúng không, tại con không có biết, con không có gặp được mấy sư Tam Tạng để hỏi mấy sư đó đọc hết trong cái Tam Tạng kinh điển đó, có cái chuyện nó xảy ra không? Dạ con xin trả máy và con xin cung thỉnh sư trả lời cho con nè. Sư đừng có la, con nghe sư thì không có ai đặt hết, con đặt một câu vậy đó. Kính tổng ngày dạ, kính thưa cho quý vị, nếu mà đặt sơ quả là không thể nào sanh xuống bốn cõi khổ cả, thành ra cái chuyện đó không thể xảy ra. Còn cái chuyện mà sanh đủ 7 kiếp, chỉ có đa số thì không có sanh đủ 7 kiếp, chỉ có
trong kinh điển, trong cái phẩm Bục Lá Bát Nhã Thị thì có đề cập tới 11 vị. 11 vị để xin, nghĩa là nguyện, thời nguyện sanh đủ 7 kiếp. Nhưng mà tại vì 7 kiếp đó là mấy vị đó sanh ở Tú Trình, những cái cõi thiên đồ này kia, thành ra nó mới lâu. Những cái vị đó đó gồm có ông Cấp Cô Độc, Na Thập Điên Thi Cả và Quý Sa Khả, năm bảy vị gì nữa chúng tôi không có nhớ, nhưng mà đại khái mình bà Quý Sa Khả thì kiếp này bà đang ở cung trời, trên cung trời đau lại cái trên cung trời thả quá từ tại cung trời thứ sáu, cung trời dục giới thì bà đang sanh ở cung trời thứ năm. Sau kiếp này là bà sanh về cung trời thứ sáu là kiếp thứ hai, sau đó về sanh về ngũ tình cư năm kiếp nữa, tức là bảy kiếp, thì tối đa cũng chỉ bảy kiếp thôi chứ không thể nào quá bảy kiếp cả, dù rằng họ có nguyện luân hồi đi nữa thì cũng bảy kiếp mà thôi nha. Còn cái chuyện mà nguyện nó sanh làm Long Vương hay sanh đi xuống bốn đường lạc đạo thì chuyện đó không thể xảy ra. Nam mô Bụt Tài giá. Dạ, thưa sư, con thấy tiết giữa mùa hè có đặt câu hỏi bạch ngài, tưởng và tưởng tượng khác nhau như thế nào, và dạ, con xin cung thỉnh sư cầm mic để trả lời của tiết giữa mùa hè, con không biết đàn ông hay đàn bà nữa, của Phật tử hay ông sư nữa, con cũng không biết nữa, xin tiết giữa mùa hè cho biết để xưng hô cho được đúng á. Dạ, con xin trả máy lại ạ. Nam mô Phật Tha Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, tưởng này nó có thực, nó có tâm sở sảnh nhà, tức là một loại thực tính pháp, còn tưởng tượng là một hệ suy nghĩ, nó không nằm trong cái những cái điều kiện đúng mức của nó. Nó có thể là một cái tâm tham nào đó, nó đi cùng với rất nhiều cái tâm sở khác để suy nghĩ cái chuyện gì đó, mà nên là mình nói là nghĩ suy nghĩ lung tung á, thì cái đó là tưởng tượng. Thành ra tưởng tượng thì tìm cái thực tính pháp mà chắc chắn cho nó thì khó, tại vì nó là nhiều cái tâm khác nhau trong một chuỗi suy nghĩ như vậy gọi là tưởng tượng. Còn tưởng thì nó có chỉ cái điều kiện của nó chứ không phải không, bởi vì tưởng nó là tâm sở sảnh nhà, tức là có thực tính pháp, một số cái điều kiện trong cái sự suy nghĩ của nó không có nhiều giống như cái sự tưởng tượng. Tưởng tượng có thể là tâm tham, có thể là tâm sân, hoặc có thể tâm si cũng chừng, nhưng mà nó đi nhiều trong cái lề lối khác nhau của cái sự suy nghĩ đó, mà không có khởi đầu cũng không có kết thúc, thì cái đó gọi là tưởng tượng. Hai cái nó khác nhau. Nó một cái thầy á. Dạ, con kính đỉnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đỉnh lễ ngài Liễu Tông, con kính lễ sư Phước Sang, sư Phước Thành. Con xin được
có câu hỏi mong ngài chỉ dẫn cho con ạ. Dạ, theo con được học thì thiền định thì là nó đè nén được nó chỉ tạm thời đè nén được 5 cái triền cái. Còn thiền Vipassana thì là có thể quán xét được ấy, chứ không bị đè nén. Nhưng mà con thấy là có những người vị thiền định á, xong rồi thì khi mà xả thiền rồi á, thì khi mà gặp những cái cảnh bên ngoài á, thì những cái phiền não nó lại sẽ đến với vị đó. Còn đấy gọi là thiền chỉ đấy ạ. Còn cái con cũng thấy là có cả vị mà tu thiền quán mà có thể gọi là thiền sư đấy ạ, mà cũng bị cái tham dục á, để mà cho vị đấy có thể xả y đi ra ngoài đời để lấy vợ. Thì theo con nghĩ thì như vậy thì có phải là cái thiền quán Vipassana đó cũng bị đè nén như là cái thiền định này không, thưa sư? Có gì mong sư chia sẻ cho con ạ. Dạ, con xin kính tri ân sư ạ. Nam mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Giả Kinh Thừa Chư Quý Vị. Thật ra thiền định, thiền định gì cũng vậy, khi nào nó còn năng lực thì nó có thể nó đè, chứ nó không còn năng lực rồi nó lấy cái gì nó đè. Trong kinh thì trong chú giải thí dụ thiền chỉ mà mình luyện tới nơi tới chốn thì nó giống như mình lấy cục đá mình đè lên cỏ vậy đó. Thì nó khi mà đè lên cỏ thì thời gian rất là lâu nó không thể mọc được, cho tới khi nào có thiền mình bị hoại mà thôi thì nó mới mọc lên được. Như là đè, nhưng mà đè thì lâu hơn thôi chứ không có bảo đảm là nhổ tận gốc tận rễ. Còn thiền minh sát á, thì nếu mình chưa có tới cái mức đúng mức của nó đó thì mình cũng không có đè được, mình nhớ là không có đè được. Mà đúng mức tức là quả thì mình bứng luôn, chứ mình không có đè nữa, mình chỉ bứng mà thôi. Nhổ ra khỏi vậy luôn. Thành ra tùy theo năng lực của mỗi cái loại thiền. Thôi thiền minh sát á, mà mình muốn có thật sự có năng lực phải đi tới nơi tới chốn đàng hoàng, chứ mình giỡn không có được. Còn cái thiền kia, thiền chỉ, thì nhiều khi cái năm cái chỉ thiền của nó có năng lực giàu rằng chưa đắc thiền thì nó cũng có thể nó đè là xuống được, nhưng mà cái sự đè nó không có lâu. Đè một số loại phiền não không phải đè hết, với phiền não thô thiển, dòng phiền não di tế thì không có cách chi mà đè nó được đâu, ngoài trừ nhổ nó mà thôi. Thành ra mình tùy theo cái căn cơ của mình có thể mình hành bất cứ loại nào, nhưng mình nên nhớ mình hành cho đúng mức thì nó giúp được mình. Còn nếu mình hành nó không đúng mức thì không có gì bảo đảm là nó giúp mình cả. Mình nhớ chuyện đó. Nam mô Bố Thầy á. Dạ, con kính tri ân ngài ạ. Bởi vì là con nghe Đức Phật nói là tứ niệm xứ là con đường độc nhất rồi, mà có vị thiền sư đã hành được mà để đi dạy cho người khác rồi mà vẫn bị xả y như vậy thì con thấy thật là đáng để mà suy nghĩ á, thưa sư. Còn nếu mà để mà phải đến đắc đạo rồi thì mới hết được cái đó thì con thấy cũng rất là khó hiểu. Tại con xin như phép được sư mới nhận lại. Nam mô Bố Thà Gia Kính Bạch Tổng này, giả kính thừa chư quý vị. Chẳng có gì khó hiểu cả, bởi vì thiền minh sát hay thiền tứ niệm xứ là con đường dẫn tới mục tiêu duy nhất, chứ không phải là con đường duy nhất, nên nhớ chẳng. Con đường dẫn tới mục tiêu duy nhất nhưng cái mục tiêu duy nhất ấy, đạt được là phải tứ thánh đạo tứ thánh quả thì mới là đạt được. Còn mấy cái kia cũng đạt được, nhưng mà nó không có làm cho mình đi bốn đường ác đạo thôi, nhưng mà nó vẫn làm cho mình có những cái phiền não như thường, chứ làm sao khỏi được. Ví dụ như sơ đạo
thì chỉ diệt được hai loại tâm bất thiện thôi, tức là thân kiến, tức là tâm sở tà kiến với tâm sở hoài nghi thôi. Nó còn lại chơi cả chục thứ mà làm sao mà nó giúp được nhiều. Chỉ có tới bậc tứ thánh quả thì mới gì tứ thánh đạo diệt hết cái cõi phiền não mà thôi. Là mình nhớ chuyện đó ha. Phải đủ đủ mức nó mới có năng lực. Còn mình hành chưa đúng mức, chưa đúng độ thì nó dẫn dạt mình được như thường, chứ không phải dễ. Thành ra nên nhớ Ekayano Makho, tức là con đường dẫn tới mục tiêu duy nhất đó. Chứ không phải là con đường duy nhất. Con đường đó nó có rất nhiều chi, từ đầu tới đuôi. Quý vị lật bài kinh tới hành xứ là coi thật, nó có bao nhiêu thực tính pháp tất cả. Nhiều lắm chứ không ít. Mình muốn gì hiểu nó phải dựa vào thực tính pháp để mình coi nó là gì. Chứ còn nếu không mình dựa vào ngôn từ, nhiều khi ngôn từ mình dịch nó không có chính xác. Rất là khó, là khó cho đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú, sa thú, con kính tri ân ngài ạ. Dạ. Con xin mời bàn tay của đạo tràng ạ. Con xin được xuống đất, con mít cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thẩm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con Nguyên Trang, và trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, kính bạch Ngài. Dạ, có một cái có một cái câu hỏi của một cái cô bạn đạo á Ngài. Cô có hỏi, cô có đặt câu hỏi là khi mà mình làm thế nào, mà mình tu tập như thế nào để mình diệt trừ đi bản ngã. Và con kính xin Ngài có thể chỉ dạy cho chúng con được hiểu thêm ạ. Và con kính dâng mic lại cho Ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Phải hỏi cái vị đó có hiểu bản ngã là cái gì. Còn thật sự ra đó, nếu mình hành đúng mức, không cần phải đi nhiều đi ấy là mình có thể diệt được cái tôi rồi. Quý vị nên nhớ đó, trong thiền minh sát, quý vị mà hành đúng mức, cái tệ thứ nhất, thứ hai phát sanh là quý vị đã không còn dính cái tôi trong đó nữa. Bởi vì tệ thứ nhất là tệ thấy danh sắc, là nhớ chuyện đó. Trình vô cái thân này chỉ còn là danh với sắc mà thôi. Thì nó làm gì nó có cái ngã, cái tôi, cái ta trong đó nữa. Nhưng mà thường thường đó, mình chỉ mà tới 1, 2, 3 tại đầu đó, thì cái năng lực của cái tâm, của cái tâm sở niệm, tâm sở tà, trí tệ với tâm sở tinh tấn nó rất là yếu. Thì nó khi mình vừa dễ vui một chút đó, là nó nhào vô là nó cũng, nó không còn thấy danh sắc nữa, mà nó vẫn thấy cái tôi tại như thường. Mà còn cái tôi ta còn cao hơn là cái người chưa có được tại thứ nhất, tại thứ hai nữa, nó nhớ chuyện đó. Bởi vì tại sao? Bởi vì nó cái đó nó là cái mình hơn thằng cha kia, tại vì mình thấy được cái đó, nó nhớ vậy đó. Còn cái người mà người ta không hành gì đó thì người ta không có có sự so sánh để cho cái ngã, cái tôi, cái ta nó phát sinh. Thành ra chỉ chấp một số điều, trong một số điều kiện nào đó thôi. Đó, tức là phải hành cho nó đúng mức thì nó mới làm được cái phần sự của nó. Còn mà hành không đúng mức, đừng hy vọng. Hay cái chuyện ngoài đời cũng vậy, quý vị hành đúng mức thì quý vị vô phòng thi quý vị rất là thoải mái. Nhưng mà quý vị học và nhớ không đúng mức, quý vị vô đó quý vị sẽ biết cái tâm trạng của người ngồi đó như thế nào. Phải làm cho đúng mức, làm tới nơi tới chốn. Mà cái điều quan trọng nhất trong việc hành thiền là phải có pháp học. Pháp học mà cũng mới biết nó là cái gì rồi mình đem cái đó ra mình mới quán xét nó được. Nếu mình không có pháp học
mình không thể nào biết được cái gì để mình quán, cái gì mà để mình dùng nó làm đối tượng cho cái pháp hành của mình. Mình nhớ chuyện đó. Mà hành không được thì ấy, quý vị nào nghiên cứu trong 16 tệ minh sát tới cái tệ thứ tư đó, phiền não nó vẫn chen vô được như thường. Dù rằng tệ thứ nhất, tệ thứ hai, tệ ba thấy rõ ràng thì sanh diệt của danh sắc đàng hoàng. Nhưng mà cái tệ thứ tư vẫn quý vật sinh vật tiền đệ này dẫn vô để nó giờ quý vị như thường. Đó. Thành ra đừng có nghĩ rằng ôi mình thấy danh sắc là mình thấy danh sắc sanh diệt là mình ngon chưa chắc. Thành ra những cái phiền não mà loại vi tế nó dẫn nhào vô để nó giật mình như thường. Là nó hành hỏi cho đúng mức là mới nói chuyện được. Còn chưa đúng mức giỡn mặt với mấy cái anh phiền não này không có được đâu. Không mua cái tài giá. Dạ, dạ sa thú con kính tri ân ngài ạ. Dạ, bạch ngài, nếu mà nãy giờ con nghe ngài nói là mình hành cho đúng mức, dạ xin ngài có thể giải thích thêm cho tụi con được hiểu được không ngài? Dạ con kính tri ân ngài ạ. Nam mô Bồ Tát Gia Kính Bạch Chư Tôn Ngài Gia Kính Thượng Chư Quý Vị. Đầu tiên là phải học. Học cái gì? Lên nét nhờ ông Google ông tìm cái quyển 30 phải phẩm trợ đạo của ngài Lê Đi Sa Gia Đô. Ngài giải thích rất rõ ràng những điều kiện gì cần biết, cái điều kiện gì vậy. Học rồi mình phải học thêm thật kinh pháp nó có bao nhiêu chuyện. Và cái chuyện nào, những cái chuyện nào nó là đối tượng của thiền minh sát nữa. Rồi lúc đó khi nào mình học rõ ràng hiểu vậy đó thì mình nhìn vào cái thân mình để mình tìm những cái điều mà mình đã học nó rõ như vậy đó. Thì mình quan sát nó, coi cái chuyển động, cái hoạt động của nó như thế nào. Thì từ từ mình mới có thể mình thấy được nó. Còn bây giờ mình không biết gì hết. Mình quán là quán cái gì? Hả? Thấy không? Quý vị cầm một cái đùi gà nướng thơm ngon vậy đó, quý vị ăn. Lúc đó có người hỏi quý vị đang quán cái gì, đang lúc ăn quán cái gì vậy? Thì quý vị quán gà là cái chắc. Thấy không? Hả? Cái quán cái đó là mấy mình phải biết mình nhìn chỗ nào để mình tìm lấy cái thực tính pháp để mình nhìn, mình quan sát nó. Chứ không phải mình ăn thịt gà, mình quán thịt gà thơm đưa hay gì ông chồng, hay đó là quán gà lại chắc. Thì cái hành thiền quan sát cũng vậy. Mới học để hiểu rõ danh sắc là gì, học để hiểu rõ nhân duyên của danh sắc là gì. Muốn biết rõ cái danh nó như thế nào thì nó phải nằm ở đâu, thì nó là cái gì, mà nó nằm chỗ khác nó là cái gì. Nó rất nhiều chuyện chứ nó không có dễ giống như mình nghĩ đâu. Nếu mà dễ giống như mình nghĩ thì có lẽ chúng không có vô rừng này đâu. Chúng ta vô rừng, chúng ta ngồi, chúng ta nghiền ngẫm lại để đi cho nó nhanh. Chứ vô rừng này là rất thứ vẫn còn dỗm như thường. Dỗm mà không chịu học nữa thôi chứ không không ai cứu được mình cả. Mình muốn đi ra khỏi cái khổ này thì mình là chính là cái người cứu mình mà thôi, chứ không ai cứu được mình cả. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, Nam mô Bổn Thầy á. Dạ con kính tri ân ngài ạ. Dạ. Dạ bạch ngài, con cái này con có xin con cảm nhận như vậy nè ngài. Thí dụ như từ đó đến giờ mình học đi ngài. Học về danh sắc, về danh sắc, về cái ngũ quẩn này, rồi mình cứ học và mình biết là cái ngũ quẩn này là do sắc thọ tưởng hành thức hợp thành, hay là rồi mình nghe cái bản ngã này nọ. Giống như con thấy là mình học, mình nghĩ là mình hiểu đó ngài, nhưng mà con thấy hình như là mình chỉ đọc qua cái từ ngữ, mình hiểu thôi qua cái từ ngữ thôi, chưa có chắc hẳn là mình hiểu thật sự
là giống như là nghe, giống như con cảm giác là mình như là một con vẹt vậy đó ngài, cũng như mình nghe, như mình nghe rồi nó như vậy như vậy như vậy, nhưng mà thật sự là deep down inside, thật sự là mình có thực sự mình hiểu, cái tâm mình có hiểu như vậy hay không. Thì thưa ngài, cũng như có cái cách nào mà để chúng con có thể, mà cũng như là mình có thể học và hiểu một cách tốt hơn không ngài? Dạ con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể giúp trả lời và giúp chúng con, để chúng con có thể hiểu tốt hơn, để thực hành được đúng hơn ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa cho quý vị. Danh tự học thì nó có bốn chi, tức là nghe, hỏi, hiểu, nhớ và hành. Khi mình nghe rồi đó, mình ráng cố gắng mình quán xét để coi mình hiểu từ cỡ nào, rồi mình hỏi. Hỏi cho tới khi nào mình hiểu rõ ràng như vậy đó, rồi mình mới mới nhớ. Hiểu rồi mới nhớ, chứ không còn mình chưa hiểu mà mình bài đặt bài tập nhớ giống như thuộc lòng ở đó đó, là mình chỉ còn chết sớm nữa. Đó. Rồi khi nào mà nó nằm trong cái não của mình rồi đó, mình mới đem nó ra để mình hạ thủ công phu, mình quan sát, dùng niệm, dùng này, dùng quan sát, hay là mình gọi là hành đó. Đó. Thì cái đó nó mới giúp được mình. Thế còn mình chưa được tới cái điều kiện đó mà nó, mình muốn nó giúp mình thì không thể nào giúp được cả. Đó. Mà mình muốn học thực tinh pháp thì nó có nhiều chuyện để mình học, chứ không phải là một hai chuyện. Mà cái chuyện quan trọng nhất áp dụng trong pháp hành mình gọi là trả tụ lắc khả nạn của nó đó. Khi nó phát sanh nó có điều kiện như thế nào, khi nó phát sanh nó làm nhiệm vụ là gì, và khi nó phát sanh nó thì nó có những cái nhân trước nó, và nó là cái nhân của cái pháp nào, nó có rất nhiều như vậy đó. Thành ra khi mà nó có nhiều cái như vậy đó thì mình nên nhớ đó, là mình phải hiểu cho nó vững chắc. Thì khi nào mà mình hạ thủ công phu để mình quan sát nó thì mình mới biết nằm ở đâu, nó là cái gì, thì mình cứ tiếp tục mình nhìn vậy thì nó mới chính xác. Chứ còn mình không biết của nó làm sao chính xác. Ví dụ mình nói tại sao mình phải biết những cái điều kiện đó. Ví dụ mình nói cái tâm sở bi tị, tâm sở bi tị nó phát sanh, mà mình học theo lớp thứ nhất, lớp thứ hai đó, lúc đầu mình đã thấy cái tâm sở bi tị nó có thể nó phát sanh bốn tâm tham hỏa hỷ và bốn tâm đại thiện thể. Trong cái quan sát của mình còn nhiều khi nó nằm ở trên cao cho mình một miếng bạc đó. Thì bây giờ mình không biết cái nhân gần của nó là người nào, là cái pháp nào, thì làm sao mình biết cái pháp đó là pháp thiện hay pháp ác, phải không? Bởi vì thằng tâm sở vị tỷ là nó đi với ta bốn tâm tham thọ hỷ và bốn tâm đại thiện thoại. Mình không học đủ điều kiện, mình nhìn vô đó mình quan sát, mình thấy tưởng vị tỷ giờ là tốt à, không giờ tốt được. Nếu nó đi với bốn tâm ở trên làm sao tốt được, phải không? Thì nó phải học những cái đó đó. Còn những cái đó là những cái phải đáng nhớ. Thì ta khi mà mình quan sát cái trạng thái của cái tâm sở hỷ đó, tâm sở bi tị đó, thì mình thấy được cái nhân gần của nó là cái tâm nào thì mình biết nó ở đâu. Còn nếu mình không thấy được sao mình biết nó ở đâu được? Đó. Thì nó phải học đúng mức là vậy, không học đúng mức là không được, không thể nào ấy được đó. Cứ thấy mà rùng mình nổi da gà là mình biết là trạng thái của bị tị, mình là nghĩ là cái pháp tốt. Ngay trong kinh điển Đức Phật còn dạy có những thọ u nên bỏ, mà có những thọ u nên cần thân cận. Tại sao cái thọ u là thọ xấu, mà sao tại sao thân cận? Bởi cái thọ đó nó là cái đối tượng của trí tuệ thì mình thân cận được, nhưng mà nó vô nó làm phiền não những cái pháp mình đang có thì cái đó là nên bỏ, nên bứng nó dục đó. Đó những cái này mình học, mình phải hiểu hết như vậy thì mình mới làm được cái việc mà mình muốn làm.
chứ còn không mình đi từ chỗ sai này tới chỗ sai khác. Nam mô Bổn Thầy ạ. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ, sa thú con kính tri ân ngài ạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, con kính chào đạo tràng. Dạ thưa dạ thưa đạo tràng, vì cái điện thoại của con á không có thể nào mà thấy bàn tay của mọi người hết, nên nếu mà quý cô chú nào có giơ tay bàn tay thì có thể chat trên màn hình cho con biết và con sẽ gửi mic lại ạ. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sa thú con kính tri ân ngài đã chỉ dạy ạ. Dạ kính bạch ngài, bây giờ cũng chưa con có một câu hỏi ạ. Thưa ngài, cũng như khi mà mình trong cái cuộc sống hàng ngày đi, thì khi mà mình thấy được cái mình biết được là cái tâm bất thiện mình sanh khởi, giống như mình tiếp xúc một với một cái vấn đề gì đó mà mình thấy được, mình biết được là cái tâm mình nó đang khó chịu, nó không thích, thì cũng như là thường á là khó chịu không thích thì nó là phản ứng ra lời nói và hành động. Thì bây giờ cũng như mình biết là khi mà ra lời nói và hành động thì những cái đó là không có tốt, mình có thể tạo, cũng như mình tạo nghiệp nghiệp xấu vậy đó. Thì khi mà mình biết như vậy thì mình vẫn biết là cái tâm khó chịu trong cái tâm của mình, nhưng mà mình không có cho nó ra lời nói và hành động. Thì không biết là con nghĩ như vậy là có đúng không ngài? Thí dụ như lúc đó là cái tâm bất thiện nó sanh khởi, nhưng mà vì mình hiểu được là cái thường á, là giống như là con cũng học, con nghe quý sư nói và ngài nói là nghiệp thì tạo ra là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nhưng mà khi mà cái ý nó khởi lên thì là mình có cái ý nghiệp rồi, nhưng mà mình không có cho nó, mình không để nó ra lời nói và hành động, thì lúc đó mình cũng có, cũng như là khi lời nói hành động thì bất thiện rồi ngài, nhưng mà mình không cho nó ra thì cái đó là mình cũng đang có một cái thiện không ngài? Dạ con kính nhân mít lại cho ngài và để ngài có thể giảng dạy cho chúng, cho con được hiểu rõ hơn. Dạ con kính tri ân ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Trong bài kinh Đoạn Trậu Hoạch của ngài Bốt Thá Rắc Thi Tà, ngài viết thì ngài nói là những cái lậu hoạch mà nó sanh khởi đó do tri kiến để đoạn trừ, tức là mình biết chắc chắn nó là cái gì, do phòng hộ để đoạn trừ thì mình phải biết nó mình mới phòng hộ được, do thọ dụng để đoạn trừ, do kham nhẫn để đoạn trừ, do tránh né để đoạn trừ, do trừ diệt để đoạn trừ và do tu tập để đoạn trừ. Thì bây giờ mình đang ở trong cái điều kiện nào thì mình dùng cái điều kiện đó đó để mình kềm chế cái phiền não hay cái lậu hoặc đó. Mà nếu mình không có khả năng thì mình không thể cái mà tránh né đoạn trừ là dễ nhất. Tránh né là sao? Khi ai nói câu gì nó vô tay mình bắt đầu mình có thể mình khởi sân, tại vì lý do là nó theo cái bản chất của mình. Tại vì mình tiếp tục mình sân thì mình có thể mình niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, tức mình đổi đối tượng. Mình đừng để cái đối tượng là cái câu mà người ta chửi mình nó vẫn lảng vảng trong đầu mình. Mà mình đổi cái đó thành ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Mình ngồi mình tụng ân đức Phật. Không lẽ mình vừa tụng ân đức Phật vừa giận hờn à? Phải không? Thì cái đó là tránh né, đổi đối tượng tránh né là dễ nhất. Đó. Còn cái thứ hai nó do tu tập để đoạn trừ. Tu tập là sao? Nếu mình học đầy đủ, mình có khả năng thì mình thấy cái phát sanh tâm sân thì mình quán sát về cái tâm sân mà nó đang phát sanh trong cái não của mình. Cái đó thì do tu tập để đoạn trừ. Thì khi mình biết cái mình tâm mình có tâm sân thì cái lúc đó cái lỗ biết là lỗ gì. Ít nhất phải là cái lỗ có trí tuệ thì mới biết được, chứ còn nếu mà cái lỗ đó là cái lỗ bất thiện thì nó phải nhào vô nó nương đó, nó bưng đó lên chứ.
mới giúp mình được, thấy không? Thì nó chúng tôi nói trước là phải học, chứ học đầy đủ đàng hoàng mới làm được. Còn nếu không ấy được, cái phiền não nó ở với mình đã bao nhiêu a tăng kỳ rồi, nó giống như là bạn thân của mình nha, bởi vì mình không biết nó là ai. Đó. Quý vị cứ thử thời, ai làm quý vị phiền não, quý vị nói lại một câu mà cảm thấy họ có thể họ đau đầu nhất mình nhất mẩy là mình có vui không? Trong khi đó mình nói bậy mà vẫn vui như thường, tại vui tại vì thằng kia nó đau khổ, phải không? Thành ra ráng học đi, học để đầy đủ những cái điều kiện, những cái phương tiện để nó giúp mình có thể tránh xa được những cái điều như vậy. Còn nếu mà không, chưa chắc sống hết kiếp này tới kiếp nọ vẫn là nô lệ của phiền não như thường. Nam mô Bổn Tài Giác. Sa thú, sa thú. Dạ con kính tri ân ngài rất nhiều ạ. À. Dạ con đã hiểu lời giảng lời chỉ dạy của ngài ạ. À. Dạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. À. Con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi. Con kính mời những bàn tay và những câu hỏi ạ. À. Dạ, quý vị có thể chat trên màn hình hay là có thể giơ hỏi trực tiếp với ngài ạ. À. Dạ con kính mời đạo tràng cùng tham gia. À, dạ con thấy có huynh tu học Phật pháp. Nhưng mới đây con thấy. Dạ tu học Phật pháp, dạ kính mời. À, có bàn tay và dạ, sa thú dạ con kính mời ạ. À, con xin xuống mic ạ. Dạ, dạ con xin kính chào sư Liễu Tông, sư Trí Đức, sư Phước Sang, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Trước khi con rời room, con có câu hỏi. Có một người họ tu tập tinh tấn, nhưng mà không biết tinh tấn cỡ nào con không biết, nhưng cái câu vậy. Họ tu tập tinh tấn và lúc nào họ cũng phát nguyện giải thoát, họ không muốn trở lại cõi này nữa. Tức là họ cố gắng họ tu tập, họ muốn giải thoát chẳng hạn như vậy. Câu hỏi của con như vậy, khi mà họ có cái tác ý là họ muốn giải thoát hằng ngày lúc nào cũng vậy hết, thì lúc mà cận tử lâm chung á, thì cái sự tác ý này nó mạnh như thế nào? Nếu mà nó có thể vượt trội được cái vị thục quả nghiệp không sư, như là năm cái tâm, năm cái sao quá ná, nó có bảy tâm, thì năm cái sao quá ná chính giữa đó, thì theo con biết nó đủ nhân duyên, đủ ngày đủ giờ thì nó trổ ra. Nhưng mà nếu mà cái sự tác ý mà mình cứ giữ kèm kèm tác ý là giải thoát, mà không có muốn đi luân hồi nhiều quá đó, thì lúc mà cận tử lâm chung họ có thể lắng áp được cái vị thời nghiệp quả này không sư? Thì con thắc mắc vậy đó. Rồi câu hỏi thứ hai là những cái người mà ở dưới thế gian này họ đắc thiền, rồi khi họ chết họ tái sanh lên cảnh trời sắc giới đó sư, thì có phải những, con muốn câu hỏi với con là những người chúng sanh mà đã tu thiền rồi đắc thiền rồi lên cảnh được tái sinh lên cảnh trời sắc giới, chẳng hạn sư thiền, nhị thiền, tam thiền vậy đó, thì họ có tiếp tục tu thiền thêm theo không, hay là họ hưởng cái quả vị của thiền thiền kia thiền, rồi tới khi họ hết 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 cái hưởng hết cái phước báo đó, họ trở lại tục ra tái sanh theo cái nghiệp của họ. Cũng muốn hỏi lại tất cả mọi người đó mà tu thiền rồi đắc thiền rồi tái sanh lên cảnh trời mà sắc giới họ muốn, hầu hết là tất cả những người đó đều tiếp tục tu thiền trên đó, hay là có người có cái người không? Đó là câu hỏi thứ hai của con. Dạ con xin trả máy lại, con xin cảm ơn sư trí ạ. Nam mô Bổn Tài Giác, kính bạch chư đạo hạnh, dạ kính thưa chư quý vị, mình nguyện cái điều mà mình không làm cho đúng mức hay là mình không hiểu điều đó là gì mà mình cứ nguyện, nghe người ta nói nguyện. Họ có được gì không? Có, vô chảo. Bởi vì nguyện vậy tức là cái lộ cần tử mình chắc chắn là nó có vô minh, chứ làm sao nó không vô minh được. Mình muốn nguyện giải thoát nó phải có điều kiện, mà điều kiện cỡ nào? Mình muốn được sanh về cõi Phạm Thiên, mình phải có điều kiện, phải biết điều kiện đó là gì. Chứ còn không, tối ngày không làm, nhớ cứ tối ngày cái
bố thí mà cũng nguyện được sanh về cõi Phạm Thiên thì vô chảo là chắc, bố thí mà nguyện được giải thoát thì cũng vô chảo mà thôi. Bởi vì cái điều mình biết và cái quả mình muốn đó, nó không có phù hợp với nhau thì làm sao ấy được. Bây giờ mình mới học lá sách ba trần xà làng đó, mình nguyện mình đi tu, mình đi kỳ này mình lên tỉnh để mình thi tú tài hai lần. Tu tập mà tu tập như thế nào, cái người tu tập mà đúng rồi đó thì cái lời nguyện của họ rất là vắn tắt tóm tắt, chứ không có nguyện cao siêu giống như những cái lời mà thông thường mình hay nghe. Mình tu tập thiền minh sát thì mình nguyện được chấm dứt phiền não. Còn mình không có tu tập thiền minh sát, mình chỉ tu tập cái gì đó mà mình cũng nguyện chấm dứt phiền não là sao? Nó phải tương ứng như nhau, nó phải tương ấy nhau. Đó là cái điều nhất. Cái điều thứ hai cũng giống vậy thôi. Bởi vì mình có làm cái gì đi nữa mà nó không có phù hợp với cái nhân duyên thì cái điều đó không thể nào cho quả giống như mà mình muốn hết á. Dù rằng chuyện đó rất là dễ, đúng hay không, cũng không thể nào có kết quả mà nó thành công cho mình cả. Thành ra mình làm gì cũng phải làm đúng theo cái đúng mức theo điều kiện của nó. Ví dụ như 10 phương pháp tạo phước, mỗi một cái phương pháp nó có đưa tới một cái quả của nó. Chứ còn nếu không, không thể nào mà mình làm cái gì có quả được đó. Ví dụ trong 10 phương pháp tạo phước, cái điều cuối cùng là cải chánh tri kiến. Nếu mình không có cải chánh được cái tri kiến của mình thì mình muốn cái gì? Thấy không? Tức là mình nghĩ tâm bậy tâm bạ, mình cứ nguyện ra lời vô ở nghe, vô cái mình nghe người kế bên nguyện được lên cõi niết bàn, cái tối ngày cái nguyện cõi niết bàn, trong khi cái hành động của mình là chỉ là bố thí thôi. Thì đi niết bàn là cái gì? Đi lên bàn thì có, đi niết bàn là đi cái gì? Nhớ là chuyện gì cũng vậy, nó phải phù hợp nhân quả của nó, chứ còn nếu không, không bao giờ có cái sự thành công cả. Nam mô Bổn Thầy vậy. Nam mô Bổn Thầy vậy. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Còn câu 2. Ồ, hồi nãy con nghe ngài trả lời luôn câu 2 rồi mà cô. Dạ, dạ để con dạ con mến kính dâng mít lại cho ngài ạ, để ngài trả lời tiếp câu 2 cho cô. Dạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa quý vị. Thầy trả lời rất là vắn tắt câu thứ hai như vậy thôi chứ còn gì nữa. Mình phải tạo cái điều kiện cho nó đúng mức rồi mình mới tính cái gì khác được. Còn cái điều kiện mình làm nó chưa đúng mức thì không bao giờ đấy đó. Ngay cái ngoài đời cũng vậy, mình nên nhớ mình đi học đi từ thấp lên cao. Mà nếu mình có khả năng do tiền nghiệp mình tốt thì cũng nhảy vài lớp thôi, chứ không thể nhảy từ thấp mà lên cao được. Không có học gì vô là ghi danh đi vô đại học là không thể xảy ra. Nhưng phải học, có thể mình học chỉ bằng 1/3 người ta thôi, nhưng mà cái điều kiện của cái tiền nghiệp của mình nó vẫn giúp mình được. Mình hiểu cái chuyện đó em. Thì trả lời câu 1 nhiều, câu 2 tỉ tóm tắt vậy thôi, bởi nó giống nhau. Nam mô Bổn Thầy ạ. Sư, cái câu hai của con là con muốn hỏi rằng khi mà họ đã tu tập rồi họ chết, họ tục, họ muốn là họ tái sinh trên cảnh trời sắc giới, con chẳng hạn như vậy, thì khi mà họ chết họ được tái sinh lên cảnh trời sắc giới rồi đó, thì cái câu hỏi của con là nếu mà trên cảnh trời sắc giới đó, nếu mà những người mà đã được lên cảnh trời sắc giới với sự đắc theo thiền đó thì họ có tiếp tục tu trên đó nữa không, hay là
họ chỉ hưởng cái phước báo đó thôi. Ý con muốn hỏi rằng là ở trên đó họ có tiếp tục tu thiền tiếp tục được không, hay là chỉ hưởng cái đó thôi? Ý con nói gì vậy? Vậy thôi chứ sư trả lời vậy họ có khả năng không, con đâu có biết họ khả năng cỡ nào đâu. Thì con ý con muốn biết là ở trên cảnh trời sắc giới đó thì họ có tất cả những người trên đó đều tiếp tục tu hết, hay là chỉ có một số nào nếu mà họ có đủ điều kiện như sư nói họ tiếp tục tu, còn không thôi thì hưởng phước báo trên đó rồi tới ngày tục sanh theo cái nghiệp của mình tới nữa. Thì con muốn sư trả lời chắc chắn cho con, tại con không có thông minh cho lắm á. Con xin cảm ơn và trả máy lại. Nam mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Chư Tổ Hành Giả Kinh Thưa Chủ Vị. Tùy theo, có thí dụ như Phạm Thiên nhiều đời nhiều kiếp, rỡ xuống một hai kiếp như này trở lên thì hy vọng có khả năng để tu tiếp. Còn nếu giống như mà đa số là cõi dục hay là cõi thấp hơn, rồi nhờ phước báo của kiếp này là gần gũi được cái bậc thiện trí, tu đắc thiền lên nó chỉ lo hưởng thôi. Đừng nói lên tới cõi thiền chi cho mệt, lên cõi trời dục giới cũng chỉ lo hưởng thôi. Chứ không có lo mà tu đâu, lo hưởng thôi. Chứ còn nếu chứ người ta ai cũng vậy chứ. Chúng tôi nói nhiều là nguyên sanh bằng bạn xấu, trong khi đó chỉ có 8 ông bạn tốt. Mà 8 ông bạn tốt mà thân cận với mình chỉ có 4 ông thôi, tức là 4 ông lý trí đó. Đó, 8 ông bạn hợp trí thì 4 ông lý trí, 4 ông mà cái ông mà theo dẫn chơi với mình là ông lý trí, chứ ông hợp trí ông thèm chơi với mình đâu. Đó. Thành ra còn 18 thằng anh ở trên đó là 4 anh bằng 6 lúc nào cũng theo mình đó. Thì mình được cơ hội tốt mình lên đó mình sướng thì mình vẫn phải đừng nói chi lên cung trời chi. Có nhiều người lâu lâu đó trúng số độc đắc. Họ xài bao lâu? Quý vị theo dõi một số người ấy xài bao lâu? Thật ra mình biết rồi, lên đó được cái là cái sự mà ăn vui vậy là lo hưởng thôi chứ không lo làm gì đó. Phạm nhân là vậy, ngoại trừ bậc tánh thì người ta còn có điều kiện chứ còn phạm nhân hả? Không có đâu. Ở đây mà trời quý vị theo dõi những người trúng độc đắc đi coi. Họ làm gì? Nghĩa là nhiều người trong vòng mấy tháng là phủi tay rồi. Chứ đừng có nói gì cho lâu. Thì mai mốt mình cũng vậy đó. Mình bữa nào bất thâm dính cái gì đó là lo hưởng cái đó. Mai tính sao, mốt tính sao. Rốt cuộc vẫn vô chảo như thường. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sa thú con kính tri ân ngài ạ. Kính cảm ơn cô Kim đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ kính mời huynh tu học Phật pháp. Dạ con thấy trước dạ con thấy một câu hỏi, con xin đọc câu hỏi ạ. Tuyết giữa mùa hè. Bạch ngài, trong 45 năm hoằng pháp độ đời, Đức Phật đã dạy những gì? Phải chăng là giới định tuệ? Xin ngài chỉ dạy. Dạ, con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Con xin xuống mít ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hàng, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự trong 4 năm của Đức Phật dạy nhiều lắm chứ không có ít đâu. Mình nói thông thường đó, ngài dạy có 3 chuyện là tránh điều ác, làm điều lành để đi lên và làm điều lành để đi ra. Anh nhớ 3 chuyện trong 84.000 bài pháp. Tránh tất cả các điều ác. Tránh theo điều kiện mình, nhưng phải lúc nào mình cũng tránh. Anh nhớ mình phạm nhân thì mình đừng có nghĩ là Đức Phật dạy mình phải trong sạch thì mình phải làm sao mình trong sạch. Hồi xưa mình dơ 10 phần, bây giờ ráng còn dơ 8 phần thôi. Tức là tránh đi 2 phần. Tránh những điều ác, làm những điều lành để đi lên và làm những điều lành để đi ra. Đó. Thành ra nếu mình có đầy đủ và mà có khả năng thì mình làm điều lành để đi ra. Tức là làm điều lành để diệt phiền não, để đi ra khỏi cái cõi đời ô trọng này.
Còn nếu mình chưa có khả năng đó thì mình làm điều lành để đi lên, lên đâu. Bây giờ mình đang ở cõi này nó khổ, lên cao một chút, cõi trời dục giới cho nó, hoặc là tu thiền để lên cõi trời sắc giới nó lâu hơn. Nhưng nó vẫn trở lại chứ không phải là nó đi luôn. Nó, thành ra tránh điều xấu, làm điều lành để được đi lên và làm điều lành để được đi ra. Đó là tóm tắt 45 năm của Đức Phật dạy cho tất cả chúng sanh là như vậy. Nam mô Bụt A Di Đà. Dạ kính bạch ngài, cho con xin được hỏi một câu này, không biết con nghĩ như vậy có đúng không ạ? À, như là cái phần về cái chế định nha thưa sư, thì về cái phần tục đế chế định này thì con thấy là như trước thì được nghe có vị hỏi sư, sư cũng trả lời, thì cái phần tục đế này thì nó không bị vô thường, mà nó không bị vô thường chi phối, mà nó chỉ vô ngã thôi. Thì con thấy là nó cũng như là phần niết bàn ấy, vô vi ấy, thì cũng không bị vô thường chỉ là vô ngã thôi. Thì khi mà mình có thể gọi chung được cái phần chế định này nó cũng là vô chân đế vô vi được không thưa sư, hay là gọi như thế cũng không đúng ạ? Bởi vì con thấy là nó cũng không có có sự vô thường khổ ở chỗ cái phần tục đế này ạ. À, con xin được hỏi như vậy ạ. Nam mô Bụt A Di Đà, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, gọi vậy là không được. Vô vi là nó không có bị nhân duyên làm cho nó thay đổi. Còn tất cả pháp hữu vi đều bị nhân duyên làm cho nó thay đổi. Thì mình không thể gọi những cái pháp mà mình nói là vô vi được. Vô vi chỉ cho pháp siêu thế một pháp mà thôi. Còn pháp siêu thế khác vẫn là hữu vi như thường. Ví dụ bốn tâm đạo, bốn tâm quả vẫn là hữu vi như thường. Chỉ có đối tượng của nó tức là niết bàn mới là vô vi thôi. Còn tất cả chế định tùy theo, có những chế định mà liên quan tới thực tính pháp thì nó khác, mà những chế định không liên quan tới thực tính pháp thì nó khác. Cái đó là phải nói từ cái chứ mình là tùy theo điều của nó nữa, chứ không thể nào nói chung chung là chế định là nó phải vậy, không phải. Tùy theo cái điều kiện mà mình nói ra thì mình dựa vào đó để mình quyết định nó như thế nào. Bởi vì chế định nó có hàng chia ra thì nó 5-7 loại thôi, nhưng mà có hàng ngàn hàng tỷ chuyện để nói cho một vài chuyện. Nó mô với thầy dạ. Dạ vâng ạ, con kính tri ân ngài ạ. Con xin mời bàn tay của đạo tràng, con xin trả mic cho đạo tràng ạ. Dạ Nam mô Bụt A Di Đà, và con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Dạ không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ cảm ơn pháp nguồn Lào Cai đã cho biết được tín hiệu. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ cùng tha đặt câu hỏi. Dạ quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay là có thể chat trên màn hình. Dạ những câu hỏi có Quỳnh tu học Phật pháp và sa thú. Dạ Nguyên Trang kính mời ạ. Nguyên Trang kính gửi mic lại cho Huynh tu học Phật pháp ạ. Nam mô Bụt A Di Đà, nam mô Dhamma Di Đà, nam mô Sangha Di Đà. Con kính đảnh lễ sư Liễu Tông, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ, và mến chào các anh chị đạo hữu trong room ạ. À, không biết là cái âm thanh của con rung có nghe được rõ không? Dạ, xin cảm ơn. Dạ, nhân cái câu hỏi của ai đó, con không nhớ cái nick, mà cái câu hỏi về cái nãy ai hỏi về cái
con đường duy nhất đó thưa sư. Cái con đường duy nhất, tứ niệm xứ là con đường duy nhất. Nhưng mà con nhớ con có chú giải đó, thì con nhớ rằng là chú giải giải thích cái chữ duy nhất độc nhất đó là tới 4 cái lận sư, chứ không phải là chỉ có một cái là đó là con đường duy nhất đi đến Niết Bàn. Còn có cái nghĩa là gì? Đây là cái pháp mà duy nhất chỉ có trong pháp và luật của Đức Thế Tôn. Đây là cái pháp thiền duy nhất mà được, chứ là cái pháp thiền mà được phát hiện bởi một cái người độc nhất, đó là Đức Thế Tôn. Và chỉ có trong đạo Phật duy nhất mà thôi. Thì không biết rằng là những cái ý nghĩa kia đó, những ý nghĩa khác của còn lại của cái ý nghĩa của là cái con đường độc nhất. Tứ niệm xứ là con đường độc nhất đó thưa sư. Thì trong chú giải giải thích như vậy thì có hợp lý hay không thưa sư? Ví dụ như là đây là cái con đường mà chỉ độc nhất một người hành giả họ đi trên con đường đó thôi, cái lúc mà họ thực hành, không có nhờ ai cả. Rồi đây là con đường độc nhất dẫn tới duy nhất như là sư giải đó, là cái mục đích đó là Niết Bàn. Và đây cũng là cái pháp thiền mà chỉ có một người duy nhất mà phát hiện ra, đó là Đức Thế Tôn, và chỉ có duy nhất ở trong đạo Phật, tức là pháp và luật của Đức Thế Tôn. Thì không biết rằng là những cái ý nghĩa về cái con đường độc nhất như vậy thì chúng ta phải hiểu như thế nào thưa sư? Dạ con kính gửi mic cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hề Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Thật sự trong chú giải thích là 7 chuyện khác nhau, nhưng với đó là tùy theo với điều kiện mà họ giải thích. Còn chúng tôi nói sẽ dĩ là con đường dẫn tới mục tiêu duy nhất là chúng tôi chỉ tới đối tượng mà thôi. Bởi cái mục tiêu đó là Nibbana, mà Nibbana là đối tượng của các tâm đạo và tâm quả. Chứ nó không phải là một cái nơi chốn hay là một cái gì đó. Còn nhiều khi họ chỉ cho một người hành thì cái đó là con đường chỉ cho một người đi. Còn hỏi ai mà sao chỉ ra cái đó thì cái đó là Đức Phật, thì chỉ là chỉ cái duy nhất đó là cái điều kiện mà Đức Phật nói về em chùm đó. Thì cái đó là tùy theo những cái điều kiện, những cái đối tượng, cái gì đó là tùy theo mình nhìn cái nào. Chúng tôi nhìn theo có dễ là mình nhìn chỉ nhìn tới đối tượng mà thôi, đối tượng của con đường mà mình hướng tới để mình đi đó. Nên, bởi vì đó là cái phương tiện hay cái hay là cái con đường mà cái người đã hướng tới. Dù rằng mình đi thì cũng đi một mình thôi, chứ đâu không mình không có dụ ai đi hay là rủ ai đi với mình đó. Anh ta tùy theo cái đó mình hiểu, nhưng mà khi mình coi cái đó mình phải dựa vào để có họ giải thích cái phần trên rất ngắn như thế nào mà họ nói cái chữ đó thì mình mới biết rõ ràng cái chuyện đó nó như thế nào. Chúng tôi chỉ xác nhận là chúng tôi chỉ nói tới cái đối tượng mà của hành giả nó đang hướng tới, tức là con đường dẫn tới cái mục tiêu duy nhất, tức là hướng tới cái điều kiện là Niết Bàn mà thôi. Chứ còn mình tới cái khác thì mình, dĩ nhiên là mình nếu mình tới Niết Bàn thì cái những cái khác thì nó cũng phải đi qua được, chứ làm sao nó không đi qua được. Nếu không đi qua nhiều cái thì đâu có tới được. Nhưng mà ở đây vấn đề là mình dựa vào pháp hành với dựa vào đối tượng của cái pháp hành đó để mình nói cho nó vắn tắt, cho nó dễ hiểu. Chứ còn bây giờ mình giải thích tùm lum ra hết này kia rồi nó càng rối thêm. Xin thưa với quý vị là như vậy. Nam mô Bụt Thầy Gia. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ cũng nhân cái câu hỏi của một người hồi nãy nói về cái pháp chế định đó thưa sư, thì pháp chế định đó là pháp hữu vi thưa sư. Mặc dù rằng là trên pháp chế định thì không có bị vô thường, ví dụ như một cái danh từ là tu học Phật pháp thì không có bị vô thường, không có bị biến đổi, nhưng mà rõ ràng nó cũng do nhân duyên, nó cũng do nhân duyên mà có. Như vậy thì pháp chế định có được xem là pháp hữu vi đúng không thưa sư? Dạ con kính gửi mic cho sư chỉ dạy ở cái vấn đề này ạ. Nên rằng là mình như là cái đích hồi nãy có hỏi rằng là pháp chế định có thể xem là chân đế vô vi thì con nghĩ rằng là không thể được, là tại vì pháp chế định là pháp do nhân duyên mà có. Như vậy con xin gửi mic cho sư chỉ dạy ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia Kính Bạch Chư Tôn Hàng Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Thật sự ra đó cái cách họ tính này chúng tôi đọc cũng rất là khó hiểu, thành ra bởi vì họ tính chế định không phải là pháp hữu vi,
Tại vì cái hữu vi là họ dựa trên cái điều kiện để làm cho nó sanh diệt, để làm cho nó phát sanh, để làm đó thay đổi. Nhưng mà cái chế định là cái pháp nó không có thay đổi, mà nó cũng không có giúp được cho mình nhiều cái chuyện liên quan tới một số cái vấn đề mà trong pháp hành. Nó có chứ không phải không, mà đều không có nhiều. Thành ra thường người ta không có dùng cái đó là pháp hữu, người ta không gọi là nó là pháp hữu vi. Đó. Chứ không phải là còn như thế nào, thật sự thế nào thì nó thật sự tới giờ đó tất cả sách vở đề cập tới cái đó rất ít. Nó chỉ có một vài cái chỗ mà thuộc gọi Acariya Hòa Thá mà ấy thôi. Đâu có nó chế định theo nhân duyên, chứ không phải do nhân duyên, theo nhân duyên để cho mình hiểu cái điều người ta muốn nói. Chứ không phải do nhân duyên, theo nhân duyên. Hai cái khác nhau. Không phải do nhân duyên mà có pháp chế định, mà theo nhân duyên, theo nhân duyên của cái pháp người ta nói tới đó. Nhưng mà thì dùng cái đó để chỉ nó, dùng cái chữ đó để chỉ nó, thì cái đó gọi là đấy. Nên họ không nói là hữu vi cái khổ gì đó, nhưng mà mình nói là hữu vi hay vô vi, chuyện đó mình cũng không phải là nhà ngôn ngữ học hình ra. Đọc nhiều khi nhức đầu quá cũng không muốn đọc tới gì cho nhiều. Nên mình dựa vào một số cái điều kiện để mình hiểu, hiểu theo kiểu mình thôi. Nhưng mà trong ít cái chỗ mà nói rõ ràng mấy cái đó lắm. Nếu vị nào có gặp được những cái sách nào mà giải thích rõ ràng, xin cho chúng tôi biết, chúng tôi học hỏi thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Thế có bàn tay của chiếc lá mùa xuân gì đó ạ. Đã. Cầm mic đi chị ơi. Alo, sao chị không cầm mic được ạ? Thế chị bót lên để em đọc bài cho. Em đọc câu hỏi nhé. Dạ con chờ chị chiếc lá mùa xuân đang post câu hỏi lên. Dạ thưa sư, như thế thì cái phần chế định mà vô vi và hữu vi này thì nói chung là nó không được vào bên nào hết. Nhưng mà hình tu học Phật pháp thì bảo là phải có người chế đặt ra ngôn ngữ, thế nhưng mà cái này cũng không phải là do nhân duyên gì ở đây, con cũng thấy khó hiểu cái này. Đâu rồi chị chiếc lá mùa xuân ơi, thôi em xuống mic cho chị cầm mic đi xem nào. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sàng Kha Giá. Con xin đảnh lễ Sư Chúa Đức, con xin đảnh lễ Sư Lữ Tông, con xin đảnh lễ quý sư và quý sư tụ nữ trong đạo tràng. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, Bạch Sư, con có cái câu hỏi là ở trong cái kinh Pháp Cú đó, Bạch Sư, thì có một cái tích truyện là cái bà này thì bà không có tu. Tức là bà không có tu tập gì hết, bà là một cái người ngoại đạo, nhưng mà lúc nào bà cũng chửi, ví dụ như mấy vị mà tu sư này nọ thì bà không có tôn trọng này nọ rồi. Nhưng mà cái khi mà con của bà đi tu đó thì bà phát tâm bà cúng
cho cái vị đó một cái chiếc áo, chiếc áo tu thì rồi khi mà bà chết sư thì bà thấy lửa đỏ, nhưng mà tự nhiên lúc đó thì cái tâm bà nhớ lại cái việc cúng dường thì bà được lên xin thiên. Cái này có phải là do cái nguyện lực của bà nó lớn nên bà được sinh thiên không thưa sư? Dạ con xin sư giải thích cho chúng con hiểu ạ. Dạ con xin dâng mắt cho sư. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả. Kính thưa chư quý vị, thật sự bà rớt xuống địa ngục thời gian lâu rồi, bà bị lửa đốt riết rồi, bà nhìn lửa riết cái thay bà nhớ tới mọi y không có dần. Bài khái tóm tắt là trong cái điều kiện là như vậy, tức là cái nghiệp xấu rồi nghiệp tốt nó chen vô thì nó giúp cho bà nhớ được, chứ không phải là tự nhiên bà thấy cái màu đó ấy. Nghĩa là trong lúc mà bà rớt xuống địa ngục thì bà đâu có nhớ được cái đó đâu, cho tới khi nào cái nghiệp mà nó cho cái quả ở địa ngục nó nhẹ rồi bà mới có khả năng đó, như là nhớ tới cái màu y mà mình đã từng cúng dường đó thì nó mới giúp bà. Nhưng mà giúp bà trồi lên trồi xuống như thế nào thì chuyện không thấy nói tới nhiều là chúng tôi không rõ, nhưng mà cái điều kiện đó là tại vì cái phước cũ nó theo kịp đó, nó giúp cho bà thấy cái đó mà bà nhớ được cái thiện pháp của ta làm đó. Thành ra bây giờ cũng mình tại sao mà mình khi mình làm cái việc thiện nào đó là mình cố gắng mình dùng cái việc thiện đó để mình niệm thí là như thế nào, để nó giúp cho mình tạo cái điều kiện cho cái não của mình đó, lúc nào nó cũng có những cái đối tượng của thiện pháp để nó giúp cho mình, chứ không có gì đó. Thành ra ví dụ như bây giờ mình đâu biết kiếp trước mình làm xấu tốt theo nó kịp theo kịp cái nào là nó giật mình cái đó. Và khi mà nó giật như vậy đó, mình thấy cái trạng thái đó, mình có thể mình nhớ được số cái điều kiện nào có thể trong kiếp này hoặc trong tiền kiếp vậy, thì nó sẽ giúp mình. Thì trong trường hợp bà này cũng vậy nha. Nghĩa là những cái việc phước của mình làm được thường đó, mình làm nó không có nói cho mình sẽ làm người do quả tốt, nhưng mà cái nghiệp nó theo để nó giật mình lần nữa để cho mình xuống địa ngục đó, thì quả đó, cái nghiệp đó rất là. Thành ra nếu mình ở trong đời hàng ngày mà mình không làm được cái nghiệp gì tốt mà có đủ năng lực á, thì nó không có giúp được mình gì. Nó không giúp được mình gì hết á. Nhưng mà khi mình xa cơ rồi đó, thời gian sau cái nghiệp mình đang trả quả mà nó nhẹ rồi đó, thì cái mấy cái nhẹ của thiền pháp thì nhẹ nó có cơ hội nhào vô để nó giúp mình. Nhưng mà mình cũng ở với đó thời gian rồi, nghe là cháy hết cả quần áo rồi. Không có gì hết. Thành ra cố gắng là bất cứ việc thiện nào, rồi mình dùng cái việc làm cái thiện pháp mà mình làm đó để mình niệm thí, tức là niệm về cái pháp mình bố thí, cái pháp mình cho ra đó, để nó giúp cho mình có những cái điều kiện mà sau này lúc mình xa cơ, nếu cái nghiệp đó nhẹ hoặc là không có đủ mạnh đó, thì mình có thể mình dùng cái những cái pháp mình dùng để niệm tí hàng ngày của mình đó, nó record được những cái thiền pháp của mình thì nó giúp cho mình không có xa vào những con đường mà nghĩa là sâu thẳm đó. Đó là những cách mà mình có thể làm được, bởi vì mình không có cái quả mà nó cái nghiệp mà theo nó cho quả không phải là nghiệp kiếp này, cũng chưa chắc là nghiệp phía trước, mà nhiều khi nghiệp của dài ba cái tâm kiếp trước là mình rất là khó đoán mà khó biết, là sống trong đời nên cố gắng tạo thiền pháp cho thật nhiều. Mà mỗi lần tạo thiền pháp giờ nào rảnh mình nha, đem cái thiền pháp ra để mình niệm thí để nó giúp mình có thêm năng lực để mình có thể chống được những cái ác pháp mà nó theo nó cho quả, theo nó làm cho mình đau khổ. Nam mô Bố Thầy Gia. Dạ con xin tri ân sư ạ. Dạ con mời đạo tràng. Nam mô
Bụt Thà Dạ. Dạ, con kính tri ân sư về những cái lời dạy vừa rồi. Dạ, con quay lại về cái vấn đề về cái pháp chế định. Dạ, con cũng chưa hiểu là tại sao ở trong cái bản nêu chi pháp thì không có để cái pháp tục đế, tức là chế định, là thuộc về hữu vi. Tuy nhiên rõ ràng là cái pháp, những cái danh từ nó đều phải nương tựa vào điều kiện để mà nó có. Lấy ví dụ là ngôn ngữ của mình chẳng hạn, nó có những cái từ mà theo thời gian nó mới xuất hiện. Ví dụ như là hiện giờ này, nó có những cái từ mà trước 75 nó không có, trước 75 nó không có, mà sau này nó mới xuất hiện những cái từ đó. Như vậy rõ ràng là gì? Nó phải nương vào những cái điều kiện để mà nó xuất hiện. Như vậy là nương vào điều kiện để mà có mặt thì như vậy nó là hữu vi chứ. Nhưng mà con cũng không hiểu tại sao thì theo cái bản vi diệu pháp á, theo cái bản nêu vi diệu pháp thì rõ ràng là tục đế nó nằm ngoài hữu vi và vô vi. Nhưng mà ví dụ như là ngôn ngữ tiếng Việt đi thì cũng phải do ông Alexandros ổng chế đặt ra chứ. Như vậy thì rõ ràng là phải có điều kiện, phải có nhân duyên rồi, chứ đâu có phải rằng là tự nhiên mà nó có. Chỗ này thì thôi, chúng ta cũng gác qua thôi, là tại vì theo cái bản nêu của vi diệu pháp thì chế định nó được tách ra riêng so với lại cái chân đế hữu vi và cái chân đế vô vi. Rồi con quay lại cái vấn đề con nêu tiếp. Tại vì cái vấn đề này mà mình có đi vào đi nữa thì nó cũng sẽ không có giải quyết được đến đâu. Con đặt ra cái vấn đề thì cũng sẵn cái câu hỏi của các anh chị hồi nãy thôi. Thì có người hỏi rằng là cứ như là cứ tác ý là muốn là sau cái kiếp này là chấm dứt sanh tử luân hồi luôn. Thì như vậy đó thưa sư, cái ước muốn đó thưa sư thì nghe qua thì nó có vẻ rất là cao thượng, rất là cao đẹp, nhưng mà liệu nó có bị rơi vào là cái tâm tham hay không thưa sư? Con lấy ví dụ như là con không học hành gì hết mà con muốn con là bác sĩ, con muốn con đậu vô trường y, con muốn con đậu vô, muốn học lên tới là tiến sĩ, thì như vậy nó là một cái sự gọi là nó vô lý, và như vậy nó có bị rơi vô cái gọi là cầu bất đắc khổ hay không thưa sư? Nhà con kính gửi mít cho sư chỉ dạy về cái vấn đề này. Nhà cũng có rất là nhiều người họ nghĩ như vậy đó, họ nói là bây giờ họ cứ tác ý mỗi ngày là ở cuối cái kiếp này á, là mình phải được chấm dứt sanh tử luân hồi như là một cái bậc a la hán như vậy, thì con nghĩ nó thấy nó vô lý. Dạ, nó hơi vô lý, mà nếu mà mình nói nó hơi nặng một chút thì nó hơi tham quá, đúng không thưa sư? Dạ, con kính gửi mít cho sư chỉ dạy về cái vấn đề này. Nam mô Bụt Thà Dạ, kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự đó mình không có xua là có tham hay có sân, nhận ra là nãy chúng tôi dùng chỉ vô minh là vậy đó. Bởi vì mình không có biết, mình là mình nguyện vậy đó. Có thể trong lúc mà mình nguyện vậy có thể có tham, mà có thể là có sân, tại vì lý do là mình sân tại sao không phải mình sân như mình, mà mình nghe ai nói cái đó mình nghĩ cái bản mặt đó mà nó nghĩ là nó làm chuyện đó mình còn hơn nó, thành ra mình chắc cũng được, thành ra mình cũng nguyện đó. Thành ra nhưng mà dùng cái chữ cho nó bao trùm cái việc làm đó là chúng tôi dùng chữ vô minh, tại vì mình không làm cái điều kiện cho nó phù hợp thì làm sao cái quả nó phát sanh được. Phải nhớ cái chuyện đó. Bởi cái quả nó phát sanh nó phải do cái nhân duyên phù hợp, chứ không thể nào nó muốn làm gì làm. Thật sự ra đó, nhiều người ta bỏ cả bao nhiêu đời ta vô trong rừng ta ngồi thành để tâm nguyện còn chưa được. Còn dòng rồi lâu lâu rồi. Thấy ai làm phước gì cái mình tùy nghĩ phước báo người ta, cái mình nguyện do sự tùy nghĩ phước báo này để được siêu sanh nhàn cảnh hay là được chứng đắc quả niết bàn gì ông sùm, làm sao nó không có phù hợp với cái nhân quả, làm sao mà lấy được. Thành ra muốn làm cái gì nó phải có theo đủ điều kiện, theo đủ ấy của nó, chứ còn nếu không mình muốn làm gì làm. Thật sự ra nếu mà nó dễ vậy đó, xin lỗi Quỳnh nha, chúng tôi với Quỳnh không cần phải làm như vậy, ngồi tối ngày cái đung đuôi cái nguyện thì không phải nó nhanh hơn à, phải không? Chứ ngồi mà nghiên cứu học hỏi thì đều tóc rụng gần hết, tóc trên đầu còn ít hơn người tóc đã rụng rồi, mà còn chưa được gì mà ở đó khi không ngồi cái nguyện này nguyện cái nọ,
chuyện đó là cái chuyện rất là vô lý, nhưng mà thôi mình không có nhiều cái khả năng về thông để mình coi lúc hồng nguyện đó hồng nguyện với cái tâm gì, mình đã nói một cách tổng quát là có dùng mình giờ cho nó khỏe. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con kính tri ân lời dạy vừa rồi của sư ạ. Tuy nhiên mình cũng mình nói đi thì mình cũng nói lại đó thưa sư, tức nghĩa là ở ngoài thực tế đó thưa sư, thật sự có những cái người á là sau một cái khoảng đời từ nhỏ tới lớn 90 mấy tuổi ví dụ như vậy, thì họ trải qua nhiều cái giai đoạn biến cố của ví dụ như là của quốc gia chẳng hạn, và họ làm những cái công việc mà thật sự là họ cảm nhận được là một cái sự gọi là chán ngán, nhàm chán cái sự hiện hữu ở trong cái cuộc đời này. Thật sự tôi có những cái người tuy là họ cũng không phải là đắc đạo gì, nhưng mà do cái sự trải nghiệm trên cái nghề nghiệp của họ, họ thấy những cái sự vô thường, rồi bản thân cái cuộc sống lúc lên lúc xuống vân vân, và họ thật sự họ có cái cảm nhận được là cái sự đáng chán của cái cuộc đời, và họ có cái ý muốn như vậy đó thưa sư, họ có một cái ước muốn rằng là rất là mong muốn rằng là sau cái kiếp sống này thì nó được chấm dứt cái sự tái sinh trở lại nữa. Thì nhờ như vậy thì cái ước muốn lúc bấy giờ đó thưa sư, nó có được gọi là chân chính hay không thưa sư, nó có được gọi là thiết thực hay không thưa sư? Dạ, con kính gửi mic để sư nói một cái trường hợp cụ thể như vậy đó thì chúng ta hiểu như thế nào. Dạ, con kính gửi mic cho sư. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó có nhiều người ở trong những hợp giống như huynh nói, nhưng mà tại vì cái điều kiện đó là do cái thiện nghiệp trong kiếp nào đó nó theo kịp. Cho nên người ta nhận dạng ra được cái đó. Nhưng mà trong cái sự theo kịp của nó không mang theo những cái gì mà người ta đã từng hạ thủ công phu về cái chuyện đó. Thành ra người ta chỉ thấy chán những cái điều gì hồi xưa mình làm vậy vậy, nhưng mà người ta không tiến tới. Quý vị nên nhớ một chuyện á, phàm nhân mà muốn được đắc đạo quả thì nó có hai trường hợp: nghe từ kim khẩu của Đức Thế Tôn, hoặc là nghe từ kim khẩu của các bậc thánh là trò của Đức Thế Tôn. Ví dụ như có những cái mình coi trong kinh điển, mình thấy những người đầu giống ngài như là ngài trưởng lão Anh Nha Con Anh Nhá, hay là ngài trưởng lão Giá Xạ là này kim sầm đó, thì chính thức nghe từ kim khẩu của Đức Bổn Sư. Nhưng mà ngài Xá Di Bồ Tát nghe từ nguyện của ngài A Sa Chí, tức là bậc tinh văn, và ngài Mokkhalana thì lại nghe từ miệng của ngài Xá Di Bồ Tát lặp lại cái điều kia. Mà ngài Xá Di Bồ Tát khi ngài nghe từ A Sa Chí rồi, ngài cũng đã là bậc thánh. Thành ra hai hàng người, một nghe từ kim khẩu của Đức Thế Tôn, hai nghe từ các bậc tinh văn, tức là học trò của ấy, thì mai ra có điều kiện đấy. Còn bây giờ mình không có điều kiện để mình gặp Đức Phật thì không có rồi. Mà mình cũng có nghĩa là điều kiện mà gặp được bậc tinh văn rất là hiếm. Thành ra dầu rằng cái nghiệp tốt mình có theo kịp đi nữa, thì cùng lắm thì mình cũng chỉ tới cái trường thiền nào đó để ngồi hấp ngáp vậy thôi, chứ làm sao mà có khả năng để đi xa hơn được. Thấy không? Bởi vì nếu mà nói theo tên từ đời, cái đó là phi thời. Cái pháp nó phát sanh tới mình là phi thời. Nếu mà ở những cái nước mà giống như Điện hay là Thái Lan, mà ở trong đường sâu xa, mai ra còn gặp bậc thánh thì mai ra những cái bậc đó có thể giúp được mình. Chứ còn bây giờ ở Mỹ nó thật sự là rất là nguy, rất là khó. Dầu rằng mình có thể mình nghĩ tới những cái chuyện đó thì do cái tiền kiếp nào đó, cái nghiệp tốt của mình. Có cái mình nghĩ đó nó tìm được cái người chỉ cho mình một cách đúng đắn đó, thì không có. Thành ra ví dụ như mình gặp một cái người mà người ta có kinh nghiệm tu tập đi nữa,
Nhưng mà người ta không biết mình là ai thì người ta không thể nào chỉ mình một cái phương thức chính xác để cho mình có khả năng để mình hạ thủ công phu mà có kết quả. Thành ra cái vô phước của mình đã nằm chỗ đó. Còn những người giống như chúng tôi ở giàu ở Mỹ sung sướng mà nói ở cái xứ không nên ở, thành ra cái cơ hội còn khó hơn quý vị đó ở cái xứ mà như Thái hay Miến Điện đó, thành ra cái miệng nhưng mà đừng nghĩ bàn cái đó. Nhưng mà ở đây vấn đề là vậy, có thể nghiệp tốt nó tới, nhưng nghiệp tốt nó tới rút phi thời mình thấy được cái đó, nhưng mình không có được cái người đủ căn cơ, đủ bản lãnh để hướng dẫn mình tiếp tục một cách nghe là có bài bản, và cũng phần do cái nghiệp của mình nó không được tốt cho lắm. Nhưng mà bây giờ gặp được Phật pháp Đức Phật, chúng ta nói nhiều lần ráng học những cái gì cần học nên học cho nhiều đi, mai ra mình còn tới 2000 năm nữa có bậc thánh ở cái cõi cái đất này nè, mình không biết được, lúc đó gặp thì cũng hên lắm. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, dạ con kính tri ân về lời dạy vừa rồi của sư ạ. Dạ thì tại vì con cũng đối chiếu thực tế, thật sự con có tiếp xúc được một vài cái người như vậy đó thưa sư. Tuy rằng là không có tu hành gì, người cư sĩ thôi, nhưng mà do cái cuộc đời của họ trải nghiệm qua, thật sự trải nghiệm qua cái sự gọi là chìm nổi, rồi qua cái nghề nghiệp đặc biệt họ thấy cái sự vô thường. Thì khi mà họ đạo Phật cũng học và họ có một cái ước nguyện kiểu như vậy đó, rất là chân tình, rất là chân thành. Dạ. Dạ con thì sẵn cái vấn đề về tái sinh này thì con nêu một cái đoạn kinh, con nhớ một cái đoạn kinh. À, này Gotthapa đó, ta không có trả lời, là Đức Phật không có trả lời là Như Lai có tồn tại sau khi chết hay là Như Lai không tồn tại sau khi chết, hay là Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại, hay là không tồn tại và không không tồn tại. À, thì như vậy thì cái chỗ này thì mình phải hiểu như thế nào thưa sư? À, khi mà Đức Thế Tôn được một cái người ngoại đạo hỏi là Đức Thế Tôn có tồn tại hay là không tồn tại sau khi viên tịch, thì Đức Thế Tôn không trả lời, thì chỗ này chúng ta nên hiểu như thế nào về cái câu này? À, tại bởi vì cũng có nhiều cái quan điểm đó thưa sư, họ dựa vào cái đoạn kinh này á, để mà nói rằng là nếu như á, mà cho rằng á, là sau khi viên tịch, sau khi mà vô dư niết bàn á, mà không còn gì nữa đó, coi như là năm uẩn không còn gì nữa đó, thì rơi vào đoạn kiến. À, ví dụ như vậy. À, thì như vậy thì chỗ này chúng ta nên hiểu như thế nào? Nếu mình nói rằng là còn thì nó là thường kiến, mà không còn gì hết thì nó rơi vô đoạn kiến, ví dụ như vậy, thì chỗ này mình nên hiểu như thế nào? Là dựa vô cái đoạn kinh này, là tại sao Đức Thế Tôn không trả lời những cái câu hỏi như vậy? Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, kính bạch Thế Tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị, rất nhiều lần Đức Thế Tôn không trả lời là tại vì Đức Thế Tôn biết chắc chắn cái ông nội này cái sự hiểu biết của ông như thế nào, ông thuộc loại nào, thuộc loại là nghĩa là thương còn, hoặc thuộc loại là không còn gì sau khi chết, hoặc thuộc loại là còn tất cả sau khi chết gì không đó. Thì Đức Thế Tôn không bao giờ trả lời cho những cái đó. Rất nhiều người ta hỏi, khi người đó nghe mà trở thành người đoạn kiến hoặc người đại kiến, Đức Thế Tôn không thể không trả lời. Hoặc người đó nghe xong lại có những cái tư tưởng mà nó không phù hợp với cái lời dạy của Đức Thế Tôn dạy cho nhiều người khác, hoặc là nó phản lại những lời dạy Đức Thế Tôn dạy cho những người khác, thì Đức Thế Tôn cũng không có trả lời, không trả lời. Bởi vì những cái trả lời này nó làm hại cho nó, không làm hại cho cái người nghe. Chứ thành ra Đức Tôn không trả lời. Và rất nhiều chuyện ở trong trong ấy như vậy đó, là cái người tới hỏi Đức Phật mà Ngài nhìn vào cái bản chất của người đó, đó. Ví dụ người đó, đó là người tà kiến. Tà kiến thuộc loại là đoạn kiến đi. Thì hỏi những câu gì mà Đức Phật Tôn khi nói lên mà người đó có thể là phát triển cái sự hiểu biết sai lầm của họ đó, là sự đoạn kiến đó.
thì Đức Thế Tôn không nói. Mà nếu hỏi những cái điều gì, cái người mà có cái tư tưởng thường tiến thế gian trường tồn này kia dùng, lại hỏi những cái câu mà liên quan đó, Ngài cũng không trả lời. Mới trả lời là gây hại cho người ta, chứ không có gây lợi ích gì hết, thì Ngài không có trả lời. Thành ra đa số cái này rất nhiều, chứ không phải một ấy vậy. Bởi vì trả lời là làm cho cái người nghe, nghĩa là tới chừng đi đi tắt thở đi sâu lắm. Bởi vì thành người nghĩa là tà kiến hoặc thường kiến hoặc gì ông chùm, Ngài không trả lời mấy cái đó. Nam mô Bức Thầy vậy. Nam mô Bức Thầy dạ. Dạ con kính tri ân về lời giải thích vừa rồi của sư về cái vấn đề là Đức Thế Tôn không có trả lời cho cái câu hỏi là sau khi mất là Đức Thế Tôn còn hay là không còn. Mà con thấy cái bốn cái vấn đề này đó thưa sư, bốn cái này đó, nó cũng là thuộc là một cái hệ, nó cũng thuộc về một cái những cái câu hỏi mà trong triết lý đó, thưa sư. Các cái hệ tư tưởng, các cái nhà tư tưởng về triết gia này kia đó, thì phương Đông phương Tây gì đó, họ cũng thường đặt bốn cái vế này là có nè, không có, vừa có vừa không, mà không không có cũng không không có. Nó cũng đưa ra bốn cái vấn đề này. Bên Bắc Tông họ có gọi là họ có cái câu là cái gì mà tứ cú đó thưa sư, gọi cái này là tứ cú bách phi gì đó nha. Và sẵn ở đây đó thưa sư, thì cái vấn đề về có với không này đó, thì con quay lại một lần nữa, cái vấn đề này nó rất là khó chịu, phải nói là như vậy, nó rất là khó. Đó thì con đưa ra một cái đoạn kinh, con trích ra một cái đoạn kinh, đó là cái bài kinh mà Đức Thế Tôn dạy cho Ngài Cách Cha Gia Ná. Cái đoạn kinh là như vậy thưa sư. Cái đoạn kinh đó là: này Cách Cha Gia Ná, ai mà với chánh trí tuệ đó thấy là như chơn cái thế giới này tập khởi, thì không có chấp nhận cho rằng cái thế giới này là không có. Nhưng mà ai với chánh trí tuệ đó thấy như chơn cái thế giới này bị đoạn diệt, thì không có chấp nhận cái thế giới này là có, là có thật đó. Như vậy thì nếu mà cho rằng tất cả là có thật đó, này Cách Cha Gia Ná, là một cực đoan. Nhưng mà cho tất cả là không có là một cực đoan thứ hai. Thì cái tất cả ở đây là cái thế giới. Thế giới ở đây cũng là lô cá đó thưa sư, cũng là lô căn, tức là năm uẩn. Như vậy thì rõ ràng cái đoạn kinh này đã nói là gì? Nếu mà chấp rằng năm uẩn là có thật là một cực đoan, mà nếu mà năm uẩn là không có cũng là một cực đoan. Mà điều này nó sẽ bị mâu thuẫn với lại gì? Năm uẩn là pháp thực tánh, mà theo vi diệu pháp, năm uẩn là pháp có thật. Nhưng mà ở trên cái đoạn kinh này, rõ nếu cho rằng tất cả là có thật đúng không thưa sư? Đó là một cực đoan. Tất cả là không có là một cực đoan. Thì như vậy chỗ này mình phải hiểu như thế nào thưa sư? Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy về cái vấn đề này. Nam mô Bức Thầy gia kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa cho quý vị. Mình phải đọc nguyên cả cái đoạn như vậy, thì ở trên là nói thế giới tập khởi. Rồi cái thứ hai, thấy cái thế giới này bị đoạn diệt. Nghĩa là có sự tập khởi mà cái trên là không nói tới sự đoạn diệt. Mà cái trên dưới nói sự đoạn diệt mà không nói tới sự tập khởi, thành ra hai cái này là hai cái cực đoan. Nên nhớ cái thế giới này đó, cái ngũ uẩn này nó có điều kiện, mà cái điều kiện đó làm cho nó có từ đầu tới đuôi, chứ không phải là điều kiện chỉ có lúc tập khởi mà không có lúc hoại diệt, hoặc ngược lại chỉ có lúc hoại diệt mà không có lúc tập khởi. Thành hai cái cực đoan này đó, phải theo cái nào thì được gọi là không có, mà theo cái nào thì được gọi là không có. Tức là theo cái sự tập khởi của cái thế giới này, tức cái ngũ uẩn này chỉ có tập khởi mà không có công nhận cái sự hoại diệt của nó là một cái tập đoan. Mà nếu công nhận nó là một cái sự
cái thế giới có sự đoạn diệt mà không có, không nói tới sự tập khởi thì cũng là cực đoan. Tại vì người ta hiểu có một chiều mới là cực đoan. Chứ còn mình nhìn vô cái nguồn này là nó có tập khởi mà nó cũng có đoạn diệt chứ không phải không. Nó do cái điều kiện của nó. Điều kiện của nó là như thế nào? Trong cái phẩm Bạch Tạ Ná nó là trùng trùng duyên khởi. Đếm không thể đếm được. Khi nó sanh nó có bao nhiêu chuyện mà khi nó diệt nó cũng có cả ngàn chuyện khác chứ không phải không. Còn nếu mình chỉ chấp nhận cái sự sanh mà không chấp nhận sự diệt thì cái đó mới là cực đoan, hoặc ngược lại là cực đoan. Thành ra cái người mà tới hỏi Đức Phật đó, họ chấp vào những cái có đoạn đầu mà không có đoạn cuối, mà chấp có đoạn cuối chứ không có đoạn đầu thì nó mới xảy ra cái chuyện mà Đức Phật nói như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. Dạ, con kính tri ân về cái lời giảng giải vừa rồi của sư ạ. Dạ, như vậy thì cái vấn đề này, vấn đề về có với không chỗ này, nó rất là vi tế. Như vậy thì theo như sư vừa mới dạy vừa rồi, nếu mà chúng ta chấp một chiều thì nó rơi vào cực đoan. Cái quan sát mà sự thật ở bên ngoài đời ấy, thì rõ ràng là chúng ta dễ dàng hiểu được là gì. Một cái pháp mà mình gọi là sự thật đó, một cái pháp mà mình gọi là sự thật đó, thì sự thật thì nó không có thay đổi. Ví dụ như là khổ đế là một sự thật là không có thay đổi. Tập đế là một sự thật là không có thay đổi. Như vậy đã gọi là sự thật thì nó không có thay đổi. Nhưng mà rõ ràng là ví dụ như là theo vi diệu pháp nó có bốn cái pháp sự thật, đó là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Nhưng mà rõ ràng tâm, tâm sở, sắc pháp là thay đổi liên tục, thay đổi liên tục. Dạ, nó không có dừng lại ở chỗ nào cả. Như vậy thì tại sao gọi nó là một cái pháp có thật? Tại vì sự thật thì phải là không đổi thì mới gọi là sự thật chứ. Chứ còn lúc thì nó như vậy rồi lúc mình nó thành một cái khác thì sao gọi nó là sự thật. Nhưng mà theo vi diệu pháp thì tâm, tâm sở, sắc pháp là pháp có thật. Thì chỗ này mình nên hiểu như thế nào thưa sư? Dạ, con kính gửi mít cho sư. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, kính bạch chư Tổ hiền. Dạ, kính thưa cho quý vị. Nếu quý vị chia ra tâm, tâm sở, sắc thì nó không có chuyện gì nói, bởi nó là pháp có thật. Còn khi mà nó bị các nhân duyên nhào vô tính chuyện với nó thì cái đó mình gọi có thật không được, bởi vì nó phải thay đổi. Chứ bây giờ quý vị nói tâm không, quý vị làm sao nó thay đổi là ở chỗ nào? Phải không? Quý vị nói từng cái nó khác mà nói nhiều cái nó khác. Ví dụ như một thanh sắt thì nó không thay đổi, nhưng quý vị tìm về thanh sắt ráp lại thành chiếc xe, nó là cái khác rồi chứ nó không còn là thanh sắt nữa. Thì cái này cũng vậy, quý vị đem tâm, quý vị cộng tâm sở, quý vị nối vô với sắt, nó thành cái khác rồi chứ nó đâu phải cái cũ nữa, biểu nó được thay đổi. Phải không? Mình phải nhìn theo từng cái cho mình nhìn nó được. Khi mà gọi tới đế là gọi cái gì? Khổ đế là bao nhiêu tâm, bao nhiêu sắc luôn đó. Tập đế là cái gì? Bao nhiêu chuyện đâu đó. Chỉ có cái diệt đế thì vô vi mới có một chuyện thôi là niết bàn chứ còn. Cái đạo đế nó cũng bảy chuyện, nó bảy chuyện đi chung với bao nhiêu cái tâm trở khác phải không? Có nhiều chuyện lắm chứ làm sao nó một chuyện được. Thành ra khi người ta nói giác mà mình tính khác thì người ta nói gom mình tính khác chứ. Nhưng mà khi Đức Phật dạy, dạy chỗ nào giác, dạy chỗ nào gom lại chứ. Thành nên nó mới ra, thành là nó mới 84.000 bài pháp. Chứ hỏi 84.000 bài pháp, Đức Phật nói về cái gì? Phải không? Thành nên mình nói cách mấy thì nữa, ví dụ bây giờ mình nói là cái tạng di pháp, nói tới 42.000 pháp quẩn. Hỏi nói cái gì?
tâm tầm sở sắc niết bàn thôi. Giác ra đi. Tại vì mình cộng lại cho tới tao 40 mấy ngàn một quyển, 11 quyển sách, 7 phẩm, tất cả 11, 12 quyển sách. Thì đó nó mới là chuyện nhức đầu chứ còn. Thành ra khi nói gom nó khác, khi nói giác nó khác, khi nói đơn nó khác, mà khi nói trùng nó khác. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, còn kính tri ân lời dạy vừa rồi của sư ạ. Dạ. Nhưng mà cái chỗ này đúng là nó rất là tế nhị, dạ. Nó cũng rõ, cũng rất là khó để mà nó vì phải là một cái sự cảm nhận, tại vì tâm sở sắc pháp nó ráp lại nó thành những cái khác, thì mình cho những cái khác đó thì là vô thường, mình cho những cái khác đó là không có thật. Nhưng mà bản thân cái thằng tâm á, với lại tâm sở á, với lại sắc pháp á, nó cũng do nhiều duyên nó ráp lại. Dạ. Cho nên là theo cái đoạn kinh này, con thấy theo cái đoạn kinh này rõ ràng, nếu mà mình cho rằng á, là tâm sở sắc pháp, tất cả những cái đó mà là có thật, thì coi chừng mình bị rơi vào cái gọi là cực đoan. Nhưng mà như sư nói hồi nãy, con rất là đồng ý, tức nghĩa là mình đừng có nghĩ một chiều thôi, nó có nhưng mà nó phải bị diệt, thì nó là hai chiều. Chứ không phải là, tức là nó có tập khởi nhưng mà nó cũng có đoạn diệt thì mới không rơi vào cực đoan. Dạ, con kính tri ân sư, con gác cái vấn đề này qua. Dạ, thì sẵn đây sư cho con hỏi về cái vấn đề chút xíu về cái vấn đề về cái sơ tướng ở trong cái thiền định đó thưa sư. Cái parikamma nimitta, parikamma nimitta thì cái ân đức, niệm ân đức Phật đó, để con cũng tập cái đó cũng, nhưng mà thì cái Uggaha Nimitta tức là cái học tướng của cái niệm ân đức Phật là cái gì thì, tại vì theo như trong giáo lý dạy đó, thì niệm ân đức Phật là chỉ dẫn tới tối đa là cận định thôi, chỉ dẫn tới tối đa là cận định. Mà như con cũng được biết ở trong những cái chú giải dạy về đó, thì khi mà cái quan tướng tức là cái Patipaga Nimitta nó xuất hiện lúc nào đó thì cái cận định là nó xuất hiện lúc đó. Nhưng mà con không hiểu ở cái chỗ là khi mình niệm ân đức Phật á, thì cái Uggaha Nimitta tức là cái nhiếp tướng hay là cái học tướng á, nó là cái gì thưa sư? Ví dụ như mình niệm hơi thở đó, thì cái học tướng đó, nó là một cái sợi dây nước hay là một cái sợi chỉ này kia, thì cái đó mình còn hình dung ra. Còn cái mà niệm ân đức Phật thì cái nhiếp tướng hay là cái Uggaha Nimitta và cái Patipaga Nimitta nó là cái gì thưa sư? Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy thêm chỗ này ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư tông hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, khi mà niệm ân đức Phật, đức pháp này kim thường nó sẽ loại tất cả đó, sẽ bị loại gì đó. Nó không có niêm. Nhưng mà ta dựa vào cái năng lực của cái tâm sở định đó, người ta nói là nó có giống như cái đó, chứ không phải là cái đó, không phải là cái có thật. Bởi vì nghĩa là tại sao bây giờ mình nói tại sao là niệm ân đức Phật mà nó không thể đắp thiền được, bởi vì nó rộng rãi, nó không có cái chỗ nào để con người ta bấm vào để mà gom trụ nó lại được, thành ra không thể đưa tới cái sự đắc thiền được. Nhưng mà nó vẫn có làm cho cái tâm nó định được, thành ra người ta dựa vào cái sự định tâm. Khi mà mình nghĩ tới cái ẩn đức Phật vậy đó, thì người ta chia làm hai thứ, chứ cái đó thật sự là nó không có. Nó, quý vị hình như là có giải thích trong Thanh Tịnh Đạo thì phải, hay là quyển gì đó, hay là quyển Quý Bút Tị Mắc Khá, tức là giải thoát đạo gì đó, chúng tôi không nhớ rõ, chúng tôi có từng đọc qua đó. Nó tại vì bây giờ nó vi tế giờ tới cái độ là mình không thể thấy giống như là mình niệm về đất lửa gió được. Nhưng mà người ta tính được cái đó là người ta dựa vào năng lực của cái tâm sở định. Trong lúc đó người ta tính ra, người ta ấy để cho nó ấy chứ, bởi vì niệm đức Phật, đức pháp tăng không thể đắc thiền được.
không có khả năng để đắc thiền được, bởi vì nó rất là rộng rãi, nó không có giống như mấy cái kia, nghĩa là mình không thấy mình gom rễ mình có cái niêm mít được. Bây giờ mình nghĩ là bút thô là gì mà mình có niêm mít, a hẳn là gì mình có niêm mít, thấy không? Nhưng mà mình niệm vậy đó, cái tâm mình nó vẫn có cái năng lực giống như cái người mà hành cái thiền khác tới cái phần đó. Và dựa vào cái năng lực đó là các bậc thiền cái chuyện người ta nghĩ hay là người ta quan sát được, chứ mình làm sao quan sát được. Nhưng mà thì như chúng tôi nhớ quyển sách chúng ta đọc không phải giống như là mình hành đề một niệm hơi thở hay là một 32 thể trược, nó không phải vậy, không phải ấy được. Nhưng mà cái năng lực của nó đó, tương đương với hai cái niêm đầu tiên của các đối tượng khác. Nhưng mà mình cứ tin còn không kia nào mình thấy đó mình biết chứ, với cái đó là thật sự là ít có ai mà nghĩ tới lắm. Đọc cho biết thì thôi, chứ nó rất là nghĩa là vì thế là nghĩ cũng không ra. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Cái vấn đề con đặt ra nó thiết thực là tại vì con có tập. Tại vì con có tập về cái vấn đề về niệm cái ơn Đức Phật này rất là lâu. Mà có điều rằng là tại vì con muốn bước thêm, biết thêm về cái niết tá của nó, nhưng mà rõ ràng là không thấy niết tá, là bởi vì lúc đó cái ý nghĩa của từng cái ân đức nó rộng quá nha. Dạ, con gác qua cái vấn đề này. Như vậy thì con tạm thời con hiểu rằng là với cái đề mục là ân đức, chính cái ân đức Phật, sáu ân đức pháp này kia thì không có cái niết tá. Dạ, vì vậy thẳng ở đây đó thưa sư, thì sẵn về cái vấn đề về niết tá đó thưa sư, thì khi mà mình chọn những cái đề mục là casina đó, mình chọn cái đề mục là casina, còn lấy ví dụ như là đề mục lửa đi, ví dụ như đề mục lửa đi, thì khi mà mình niệm thì casina thì cái ngọn lửa đầu tiên đó, thì nó là cái sơ tướng, tức là cái paricchamma nimitta. Nhưng mà hỏi là vậy nè thưa sư, là mình bỏ cái sơ tướng, mình bỏ qua cái sơ tướng mà cái Uggaha Nimitta nó hiện liền ngay trong tâm của mình á, có được không thưa sư? Tại vì thật sự là có nhiều cái người mà thậm chí con cũng có từng là mà bây giờ là con không có cần phải nhìn vô cái đối tượng đó, mà con tưởng một cái là nó hiện lên ở trong đầu, thì như vậy con giống như là người ta bỏ qua cái giai đoạn là niệm trên cái Paricchamma Nimitta, mà nhảy họ có liền cái ảnh của cái sơ tướng đó ở trong đầu của họ, tức là cái Uggaha Nimitta, tức là cái học tướng đó thưa sư, thì có được hay không? Có hợp lý và có đúng hay không, hay là có sai chỗ nào hay không thưa sư? Và con kính gửi mít cho sư chia sẻ chỉ dạy thêm về cái vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tôn này, dạ kính cho quý vị được. Nhưng mà nó nhanh hay là nó mau thôi, có nhiều người rất là nhanh, bởi vì khi mình nhìn cái hình ảnh, ví dụ như cái hình ảnh cái gì cũng được, ví dụ như nói vô cái cà xỉn mà mình lấy cái cục đất mình vòng tròn vậy đó, thì mình nhìn có người ta chỉ nhìn từ khoảng 5-10 phút cái người ta nhắm mắt là ta thấy cái hình ý như vậy đó, mà không phải mà nó không có mất. Rồi khi nào người ta từ đó sao người ta không dùng cái đó nữa, mà ta nhắm mắt ta thấy nó rồi, ta tự ta quán theo cái hình ảnh mà người ta nhắm mắt ta thấy đó, từ cái đó nó mới trông lên, đó là cái người đó đã từng tập nhiều lần hay là nhiều kiếp tập cái loại đó thì nó nhanh lắm. Còn mình bây giờ nhiều khi đó mình nói mình nhìn vào, ví dụ như mình ngồi vào nhìn vậy đó, rồi cái mình nhắm mắt mình thấy, nhưng mà ngày mai chưa chắc mà mình nhắm mắt mình thấy lại, mình cần phải nhìn nó lại nữa, nhìn lâu hơn, tùy theo người. Có người rất là nhanh, nghĩa là chỉ cần nhìn khoảng từ 5-10 phút thôi là nhắm mắt họ thấy cái hình ảnh giống như vậy đó, rồi họ đem dẹp cái đó, hay họ nhắm mắt họ cũng thấy vậy. Mà cho tới khi nào mình nhắm mắt mình thấy cái tâm mình đó, cái định mình nó mạnh lên, thì cái đó nó trong lần vậy đó, thì mới cái chính thực là mình thấy, chứ còn hay nó mất là không thấy.
Cái đó nó trong lên chứ nó không giống như cây cũ nữa. Nó trong lên, rồi sau thì khi nó trong thời gian thì mình mới bắt đầu mình nghĩ nó lớn ra, thì nó lại lớn ra được. Còn mà nếu mà nó không lớn ra hoặc là mình nghĩ cho nó teo lại, nó cũng teo lại, thì cái đó mới thực sự là mình thấy. Còn nếu không mà mình không làm được là không thấy. Không thấy, nó chỉ là cái hình ảnh nó gửi lại trong trí mình thôi, chứ không phải là cái hình ảnh thật sự của cái loại cái cà xin đó. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ, cho về con đã hiểu về cái vấn đề vừa rồi. Con kính tri ân sư về những cái lời dạy vừa rồi. Dạ, xin mời tất cả các anh chị đạo hữu ở trong room là nêu những cái vấn đề, những cái câu hỏi khác để cho sư chỉ dạy. Dạ, xin gửi mic lại cho cái nick kế tiếp ạ. Dạ, con xin đảnh lễ bà ngôi Tam Bảo, con xin đảnh lễ sư Ký Đức, con xin đảnh lễ sư Liễu Tông, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ bạch sư, con có câu hỏi là hồi khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó sư, thì có những cái cuộc kết tập tạng thì lúc ban đầu là chưa có chữ viết trên giấy, chưa có cái cách để mà ghi lại đó, thì làm sao mà bảo đảm được những cái lời Đức Phật, thì trong những cái lần kết tập đó thì bằng cách nào mà những vị tỳ kheo bảo đảm được là những cái lời Đức Phật là được truyền lại là đúng 100%, nó không có bị giống như là không có bị sửa lại, không có bị cho tới khi không có bị chỉnh sửa cho tới khi mà có chữ viết ra đời luôn á bạch sư. Con xin sư chỉ dạy cho chúng con được hiểu vấn đề này. Dạ con xin dâng mắt cho sư. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn này. Dạ kính thưa chư vị, vào thời đó có chữ viết rồi nhưng mà người ta không có dùng chữ viết để ghi lại cái lời dạy của Đức Phật, người ta chỉ dùng cái nhớ mà thôi đó. Ví dụ như bây giờ ngài Ananda ngài đọc cái bài đó thì những cái vị thánh tăng thánh A La Hán ngồi xung quanh đó về nào nhà xác nhận, bởi vì đa số 500 vị đó đều đó là kể như thuộc mà đều không có thuộc lòng cái kiểu ngài Ananda thôi, với ngài Upali thôi. Rồi Upali đọc cái gì đó thì người ta xác nhận cái đó đúng, người ta nhớ qua cái âm thanh đó. Nghe cái tâm tạng nhất lần hai lần thứ ba đều giống nhau gì hết á. Nghe đọc vậy đó. Rồi tới chừng bắt đầu sau cái thời đó, cái lúc mà gần cái tâm tạng này, người ta mới thấy là bắt đầu có nhiều người quên, bắt đầu quên. Nếu mình thuộc lòng là làm sao mình không ấy đâu, mình chưa viết ra nhưng mà âm thanh đó thì nó làm bắt đầu mình rồi. Thành ra người ta mới viết lên cái, người ta gọi lá bối, lá gì lá bối rồi viết xuống. À, nhưng mà cho tới bây giờ theo cái sự hiểu biết chúng tôi thì viết xuống thành ra nó mới có sự sai biệt. À, bởi vì cái âm thanh á, có thể là cái âm thanh khi mà truyền qua cái xứ khác á, nó đã có sai biệt rồi nhưng mà nó không có nhiều. À, thí dụ như bây giờ âm thanh của người Thái á, à, thì chỉ nhờ họ không có họ đọc giờ chứ đâu rồi. Thành ra người ta, quý vị nào qua Thái nghe người ta nói ta đọc chữ Bành Nha không được, mà đọc Bành Gia chứ không có đọc Bành Nha. Nó có những cái sự sai biệt như vậy. À, hoặc là Miến Điện nó chữ S nó không có. Quý vị nghe ông sư Miến Điện nào đọc Nam Mô Tạch Xạ bây giờ đâu, không đọc là Nam Mô Tạch Tạ. Có cái quá tô đó, tô sống tâm bút tát tạ. Hoặc là người cũng điện mà người Môn đó thì chữ y ngắn họ không có. Rồi hình chữ ô oai chứ giờ học y ngắn không có. Nếu quý vị nào qua đó mà đi lên cái vùng mà người Môn ở, quý vị sẽ biết, quý vị xin giới là bút thân sẽ năng ghét cha mối chứ không có ghét cha mí. Nên là khi mà viết xuống đó nó khác còn xa hơn là đọc miệng, thành nên nó mới tùm lum.
Rồi cái lần kết tập mới nhất ở bên Miến Điện đó, ông nào cái nước nào đó đi đều mang theo bộ tâm tạng đó, bộ tâm tạng rồi cái đọc ra để viết xuống. Khi mà viết xuống rồi đó, thành ra nó mới có những cái chữ mà ví dụ như SE tức là sẽ giảm, tức là mình đọc xiêm xiêm là cái chữ đó, hoặc là của Tích Lan cái chữ đó, của Thái Lan cái chữ đó, nó không có giống. Thành ra nó có tới 7 cái bộ tam tạng khác nhau là vậy đó. Nó khác nhau không có nhiều, nhưng mà khác nhau vậy đó, khác nhau từ một số chữ vậy đó, đó. Người ta ghi lại hết. Thành ra sau này đó thì quý vị nào có cái CD à, cái hình như là DVD hay CD vậy đó. CD mà của cái bộ tam tạng cái tập làm lần thứ 6 ở Miến Điện đó, thì họ ghi rất rõ ràng câu đó, thì cái cổ Thái về là chuyển chữ như thế nào, của Miến Điện chữ nào giấy, chứ không giống như cái kiểu mình bây giờ, là họ ghi ra rất là đàng hoàng đó. Thành ra nó không còn, người ta có chỗ người ta coi, là nó đỡ hơn là hằng ngày xưa đó. Hằng ngày xưa thì ông Thái thì tôi trúng, còn ông Miến Điện con tôi trúng ra ngoài trúng, thì sau này họ có cái cách mới thì họ mới như vậy đó. Thành ra quý vị, ví dụ như quý vị thấy ông sư đó ông đọc vậy, rồi ông sư kia ông đọc vậy, quý vị đừng cho rằng ông này sai, ông kia sai, không có nên. Là cái chỗ mà ông đọc ra thì sẽ quý vị sẽ biết tại sao ông đó ông đọc cái chữ đó mà ông này ông đọc cái chữ này. Đó. Thành ra từ xưa đó nó không có sai. Nhưng mà có một số cái âm nó sai mà thôi, chứ không có sai. Tới chừng viết xuống người ta mới biết là con số cái âm nó sai, là tại vì cái chữ viết của Thái nó khác, chữ viết Miến Điện khác, Tích Lan nó khác, mà chữ viết Roman của Bali Text Society nó lại khác. Nhưng mà tụ trung là cái nghĩa nó không có, tại đó là lý do tại sao mà cái ngôn ngữ mà ghi xuống cái bộ tạng là ngôn ngữ đó, là ngôn ngữ Marathi. Marathi tức là ngôn ngữ của cái xứ Maratha hồi xưa đó. Bây giờ mà đi qua bên đó ghé cái mương gọi là Farsi, nó còn vẫn còn một số người nói được cái ngôn ngữ Marathi đó, tức là ngôn ngữ của xứ đó hồi thời Đức Phật đó. Chúng tôi có sợ thì họ nói giờ còn khoảng 11-12 triệu người ở Miến Điện nói được cái ngôn ngữ Marathi, cái ngôn ngữ Đức Phật dùng để ấy đó. Rồi sau này nó mới lan ra một số cái chuyện mà cái ngôn ngữ thì nó thay đổi. Nó thay đổi chứ làm sao nó không thay đổi được. Thành ra người ta tại sao người ta mới đổi thành chữ Bali, là sao, là vẫn là ngôn ngữ Marathi. Nhưng mà Bali là tại vì người ta những cái điều kiện vào ngày xưa người ta ghi là hết. Cái chữ đó khi mà đổi ra nó phải dày chứ không được đổi theo bây giờ giống như bây giờ đó, nó có khác. Đó. Thành ra mình phải học văn phạm để mình hiểu tại sao mà ấy đó. Thành ra chữ Bali là nó xuất thân từ cái câu là Bút Tháo Hoa Trà Năng Ba Lê Ti Tị Ba Lý. Ngôn ngữ này bảo toàn được giáo pháp của Đức Phật, ngôn ngữ này gọi là Bali. Đó. Thành ra quý vị nên hiểu cái đó là quý vị đọc quý vị sẽ thấy. Chúng tôi không biết trên net nó có giữ lại đây, chúng tôi tìm để chúng tôi chứng minh cho quý vị thấy là có nhiều chữ nó không có giống nhau, chứ nó không phải là lúc nào nó cũng giống nhau. Nó rất nhiều chuyện này, chứ nó không phải một cái chuyện à. Thank you.
quý vị đọc, quý vị thấy không? Đó. Cái này là cái câu kinh Pháp Cú nè. Bà bên chê bù đi sổ cả dưới ra ná năng. Nhưng mà cái trong cái phẩm của Thái hoặc là của Bali Tát là nó là ná tăng, không phải là ná năng. Đó. Ghi cho mình thấy rõ ràng vậy đó. Đó. Nên khi mình đọc cái tại sao cái chỗ có chỗ ná năng, có chỗ ná tăng thì mình phải hiểu nó nằm đâu. Nó nằm trong xà giảm rách, tức là sim là Thái Lan đó. Hoặc là trong cái Bali Tát Society sao? Đó. Nó quý vị đừng ngạc nhiên ấy, tại sao nó khác? Nó khác là tại vì những cái âm của nước này với ăn nước nọ nó không có. Nhưng mà các vị hồi xưa đó, họ không cần ghi xuống mà họ thuộc lòng. Tại nó thuộc lòng nó giống nhau, tụng giống nhau hết. Mà cho tới bây giờ cũng vậy chứ. Bên Bắc Truyền thì không có, chứ bên Nguyên Thủy đó. Quý vị biết, hồi chúng ta ở Thái và ở Miến Điện này, mỗi năm là ngày lễ của nó. Lễ nhất là lễ sinh nhật của ông vua đó. Ở Thái nó mời một lần 2.000 mấy trăm ông sư ngoại quốc tới chỗ cái chỗ mà gọi là Bồ Tháp Môn Thôn đó, để làm cái lễ cho sinh nhật trong vua đó. Nghĩa là chỉ cần một ông mà đầu đàn của cái Thái mà lên một câu là tất cả các ông sư 2.000 mấy trăm ông ngồi đó tụng giống nhau hết, không có sai cái chữ nào đó, thì làm sao hồi ấy được vậy ta. Nhưng mà bên 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 hệ hệ Bắc Truyền thì không được. Hãy bắt tiền thôi, chứ mà anh ai lấy sách là tụng với đâu cũng đâu giống nhau được. Vẫn giữ cho tới bây giờ và hy vọng giữ tới 5.000 năm. Và còn tới 5.000 năm tụng thì tụng được, nhưng mà không biết nghĩa mà thôi. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con xin tri ân sư. Dạ còn có 4 phút nữa con xin mời đạo tràng ạ. Dạ, con lên kính thay mặt cho đạo tràng là kính tri ân về những cái lời dạy vừa rồi của sư ạ. À, như vậy thì cũng không còn nhiều thời gian nữa. À, như vậy thì con có cái chỗ này thì sư có thể chỉ dạy nhanh cũng được là thực sự. Đó là cái câu cũng có nhiều cái khái niệm rất là cơ bản. Đó là các cái pháp đó, lấy dục làm căn bản. Thì cái dục chỗ này đó là mình hiểu là tranh đá, hay là mình hiểu là lô phá, hay là tăng ha. Dạ, ý con hỏi là như vậy. Các pháp đó, là lấy dục làm căn bản, lấy tác ý làm sự sanh khởi, lấy xúc làm tập khởi. Nhưng mà cái chữ sanh khởi với cái chữ tập khởi ở đây gần như là nó cũng gần giống nhau, phải không thưa sư? Dạ, thì xin sư chỉ dạy về cái chữ là tác ý làm sanh khởi nghĩa là như thế nào, và lấy xúc làm tập khởi. À, lấy định làm sự thượng, là cái thượng thủ, niệm là tăng trưởng, tuệ là tối thượng, mà niết bàn là cứu cánh. Và kính xin sư quan hỷ từ bi chỉ dạy về cái câu này ạ. Còn tình bích cho sư chỉ dạy ạ. Nam mô Bồ Tát gia kinh bạch chư tôn hiện giả kính thưa cho quý vị. Các pháp lấy dục là làm căn bản. Nếu là ác pháp thì là tham. Còn nếu là thiện pháp là chánh đá. Còn lấy tác ý làm sanh khởi, tác ý ở đây tức là tâm sở chetana đó. Chetana hẳn phí khẩu ý. Thì mình có cái tác ý này đó, nó mấy, nhưng mà có nhiều chỗ là chỗ cái chỗ này họ lại nói là cái nhìn để nhớ được rồi. Nó nói là Manasikara. Bởi vì cái chữ Manasikara đó đa số là Việt Nam dịch là tác ý. Thì nó có ba chuyện để nói. Thứ nhất là nó gọi là làm sanh khởi cái gì? Làm sanh khởi lộ trình tâm. Tức là nghĩa là hướng tâm thành lộ đó. Hướng tâm thành lộ. Manasikara hướng tâm thành lộ. Còn cái thứ hai đó là hướng tâm thành động tốc, tức là sáu quan á đó, thì nó phát sanh nó cũng do là manasikara. Đúng rồi, tiếng manasikara. Còn cái thứ ba đó là hướng tâm thành cảnh đó, thì nó gọi là aramana và tibata manasikara đó. Thành ra cái chữ
Tại vì mình không có hiểu họ dùng cái chữ Pali là chữ gì, nhưng mình trắc ý thường thường đa số là họ dùng là Manasikara. Thì là lấy tắc ý làm sanh khởi thì nó có ba chuyện, tức là hướng tâm thành lộ, hướng tâm thành động tác và hướng tâm thành cảnh. Nó lấy tắc ý làm sanh khởi tức là thành lộ, lộ trình tâm nó là lấy có tắc ý làm sanh khởi, mà động tác phát sanh là ấy làm sanh khởi, và cái cảnh mà cái lộ trình tâm nhận được cũng do tắc ý đó. Đó là những cái mà nó rất là nhiều khê rất ấy. Còn cái lấy xúc làm tập khởi, tại vì quý vị là xúc duyên thọ duyên gì cũng xong đó, thì tập khởi là tập khởi từ đó. Mà nên nhớ cái xúc này nó có bốn cái loại đó quý vị, trong cái phẩm, trong cái chapter 7 thì phải, có bốn loại đó. Thì cái thứ hai, cái định làm thượng thủ, thì cái này chúng tôi không có nhớ rõ, để sẽ coi lại. Rồi cái lấy niệm làm tăng trưởng, lấy tuệ làm tối thượng, lấy niết bàn làm cứu cánh. Thì mình cái này là phải biết nó nằm chỗ nào, chứ còn nói một cái gì thì giải thích có nhiều khi nó không có chính xác nha. Rồi để về nghiên cứu lại cái này là tầng lớp chúng tôi sẽ nói, chứ còn hỏi bất tử nhiều khi không có nhớ đầy đủ. Nam mô Bố Thầy Giá Kính Bạch Chư Tâu Nguyện Giả Kính Thưa Thì Cần Xin An Vượng Nữ Trong Đạo Tràng, tất cả pháp báo nào phát sanh trong học thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mối duyên lành, để tất cả chư tâu nguyện giả cùng Cần Xin An Vượng Nữ Trong Đạo Tràng có được cơ hội để chấm dứt các ác pháp ngũ ngập mê tâm. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thâm Mai, Nam mô Sẵn Khai Giá, Nam mô Rất Thánh Nát Tây Giá Xã. Rồi cầu nguyện trang lên tụng kinh này sẽ ra nhờ ngày Trường lão chủ rùm thu chúc cái thông rùm. Nam mô Bích Thầy Giá. Nam mô Bích Thầy Giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, con quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sa thú sa thú sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi hoan hỷ đến với đạo tràng và giảng dạy cho những thắc mắc, những câu hỏi thắc mắc của chúng con về Phật pháp. Dạ chúng con kính tri ân ngài rất là nhiều ạ. Và sau đây con xin mời đạo tràng cùng con sám hối Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo sau khi thỉnh ngài Trí Đức chúc phúc cho đạo tràng ạ. Và con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh. Uttamam gena vande hang padabang sung varuttamam putte yo kalito doso putto kamatutang mamang Uttamam gena vandeham dhammam chaduvitam varam dhammeyo kalito doso dhammo kamatutam mamam Uttamam gena vandeham sankham chaduvitottamam sankheyo kalito doso sankho kamatutam mamam. Và sau đây con kính thỉnh ngài Trí Đức chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp ạ. Và con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Tova tu sapa mangalam rakhantu sapa devata sapa buddhaya nupavena sadaso thi bhavantu te tova tu sapa mangalam rakhantu sapa devata sapa dhammam Pāvena sadāso thi bhavantu te bhavatu sapa mangalam rakkhantu sapa devatā sapa saṅkhāya nupāvena sadāso thi bhavantu te tất cả hạnh phúc hằng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quá đức của chư Phật, do nhờ quá đức của giáo pháp, do nhờ quá đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. So ta là thô chúc tô vô tô nô ô vô sát sa sa nê a rô vô chúc tô hôi sa sa bê nha tí phi sa ha ta là ta chúc kỳ tạo vô rô na ha vô sát sa sa nê a rô ga chúc kỳ tạo hôi sa sa bê nha tí phi tê a ta là ta chúc kỳ tạo vô rô na ha vô sát sa sa nê a rô ga chúc kỳ tạo hôi sa sa ha sa bê thì nhà thi phiên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín
phải bình hoàng được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu sa thu lành thai. Ewa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be ka re po thi ka ta hin ta hin. Ta tham ma da ne na pa wan tu ku chi ta so tin ka ron te. Ta vi ha ra man da le. Thera cha mat cha na wa ka cha fit ka wo sa ra mi ka da na pa ti upa sa ka. Gama cha de sa ni gama cha it sa ra sa pa na fu ti ta fa wan tu te. Cha la pu cha ye pi cha an da sam fa wa cha ta a tha wo pa pa ti ka. Ni ya ni kam tham ma wa rang pa ti cha te sam be pi duk kha sa ka run tu sang kha yang. Tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha bu ka la. Sang kho ho tu sa mak go wa at tha ya cha hi ta ya cha am. Hè sắc tham mô sắp marino vô tình sâm ba pu này ya ma tham maria ba về đi tê đi đằng nô nhát đi đằng hôn tu